xem tử vi tháng 2 âm lịch năm giáp thìn 2024 của con giáp người tuổi tỷ chuẩn bị sẵn tinh thần để đương đầu với thách thức. Tử vi tháng 2 âm lịch cho biết, tháng nay cục diện tử vi không mấy suôn sẻ nhắc nhở con giáp người tuổi tỷ nên chuẩn bị sẵn tinh thần để đương đầu tốt hơn với những khó khăn và thách thức trước mắt. Kết thúc tháng giêng ăn chơi bước sang tháng 2 âm lịch năm 2024. Người tuổi tỷ dự báo sẽ phải nghiêm túc và tập trung hơn. Bởi tháng này sẽ không có thời gian cho bạn nhàn tản hay trì hoãn được nữa. Các kế hoạch dự định đặt ra từ trước nên có sự xem xét cẩn thận và đánh giá phù hợp hơn với tình hình thực tế. Về công việc, tháng này cục diện tử vi không mấy xôn sẻ, nhắc nhở con giáp người tuổi tỷ nên chuẩn bị sẵn tinh thần để đường đầu tốt hơn với những khó khăn và thách thức trước mắt. Tháng này dễ xảy ra những rắc rối mâu thuẫn ngoài ý muốn, điều quan trọng là hãy giữ một cái đầu lạnh. Chú ý cách hành xử cũng như làm việc cẩn trọng để mọi thứ diễn ra đơn giản nhất có thể tình hình tài lộc có tăng có giảm, rủi ro tiềm ẩn khá nhiều. Nếu không có sự tính toán cẩn thận, bạn có thể mất tiền bất cứ khi nào. Thu nhập là công việc chính tạm thời có thể coi là ổn định, đủ để đáp ứng nhu cầu chi tiêu và sinh hoạt hàng ngày. Nếu có hoạt động đầu tư thì bạn nên thận trọng và nhớ đừng quá tham lam. Trong tháng 2 âm lịch này, những chủ chùa khá bận rộn với công việc và có thể lơ là trong các mối quan hệ tình cảm của bản thân. Những người độc thân rất có thể xảy ra những tình huống hiểu lầm, ngộ nhận tình cảm người khác dành cho mình. Trong khi đó, các cặp đôi có thể xảy ra tranh cãi, giận hờn vì thiếu sự chia sẻ. Sức khỏe của người tuổi tỷ chỉ ở mức trung bình trong tháng 2 âm lịch. Chủ yếu do áp lực tinh thần tương đối cao có thể gây ra một vài triệu chứng khó chịu cho thể chất của bạn. Căng thẳng kéo dài có thể dẫn tới nhiều hệ lụy, đặc biệt là chứng mất ngủ khiến cơ thể thiếu năng lượng và luôn trong tình trạng mệt mỏi. Còn giáp người tuổi tỷ nên điều chỉnh lịch sinh hoạt cá nhân và cho bản thân thời gian thư giãn để cơ thể được phục hồi tốt nhất xem tử vi tháng 2 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi tỷ luận về các phương diện trong cuộc sống. Một luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Cục diện tự hình án ngữ cộng với nguyệt lệnh tháng lâm tuyệt, sự nghiệp của những chủ trột trong tháng này đứng trước nhiều thử thách. Ngay từ những ngày đầu tháng, con giáp này có thể cảm thấy công việc tăng lên cả về khỏi lượng lẫn mức độ thách thức. Đôi khi cảm giác bận rộn còn khiến cho bạn trọn ngợp và căng thẳng. Thời điểm này, bạn sẽ phải nghiêm túc và tập trung hơn hẳn so với tháng giêng ăn trời trước đó. Bởi bước sang tháng đinh mạo sẽ không có thời gian cho bạn nhàn tản hay trì hoãn được nữa. Các kế hoạch dự định đặt ra từ trước nên có sự xem xét cẩn thận và đánh giá sao cho phù hợp hơn với tình hình thực tế. Điềm bảo tử vi cho thấy rất dễ có những tình huống bất ngờ xảy đến. Có thể là dự án trước đó đang tiến triển tốt bỗng mắc phải sai sót nhỏ do sự bất cẩn của bạn. Tạo ra ảnh hưởng tới cả quá trình tiến độ khó như mong muốn ban đầu. Điều này nhắc nhở còn giáp người tuổi tỷ nên làm việc thận trọng, luôn có sự kiểm tra cẩn thận những việc đã hoàn thành một hoặc nhiều lần, không bao giờ là thừa thải. Nó sẽ giúp bạn tránh nhận tổn thất vốn không đáng xảy ra. Ngoài ra, hùng tình âm sát cũng cảnh báo khi bước sang tháng 2 âm lịch này dễ xảy ra những rắc rỗi mâu thuẫn trong các mối quan hệ tại nơi làm việc. Dù bạn có năng lực làm việc, cũng có nhiều góc nhìn sáng tạo mang tính cách cá nhân, nhưng nếu làm việc nhóm, bạn vẫn nên phối hợp tốt với mọi người. Hãy luôn kiên nhẫn và khiêm tốn khi làm việc với tập thể. Đừng vì ham muốn thể hiện cá nhân mà ảnh hưởng tới quá trình làm việc chung. Điều quan trọng là hãy giữ một cái đầu lạnh, chú ý cách hành xử cũng như làm việc cẩn trọng để mọi thứ diễn ra đơn giản nhất có thể, cũng là tránh gây ra những xung đột không cần thiết. Nếu có sự điều chỉnh hợp lý, khoảng vào cuối tháng 2 là thời gian tương đối ổn định đối với những chủ trục. Bạn có thể tiếp tục duy trì thái độ làm việc ổn định, cũng như cần chuỗi hoàn thiện bản thân, phát triển sự nghiệp, có thể học hỏi thêm những kiến thức, kỹ năng mới để nâng cao khả năng cạnh tranh của mình qua đó dành cơ hội để thăng tiến bứt phá trong con đường sự nghiệp phía trước. Những nỗ lực và tài năng của bạn cũng sẽ được công nhận một cách trọn vẹn, cấp trên và đồng nghiệp sẽ đánh giá cao hơn về giá trị của bạn. Hãy chủ động trong công việc vận dụng sự khéo léo và sáng tạo của bản thân. Bạn có thể vượt qua khó khăn và đạt được kết quả ấn tượng. Đồng thời, Thái âm sẽ giúp cho việc hợp tác với đồng nghiệp, đối tác cũng đơn giản và dễ dàng hơn, cùng nhau hướng tới những mục tiêu quan trọng hơn trong tương lai. 2. Luận về phương diện tài chính Con đường tài vận của những chú chuột Trong tháng 2 âm lịch chỉ ở mức trung bình, có tăng, có giảm, có thu cũng có chi, Thu nhập là công việc chỉnh tạm thời có thể được coi là ổn định, đủ để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu sinh hoạt thường ngày. Ở giai đoạn này, mục tiêu tăng thu nhập có thể sẽ cần nhiều thời gian hơn, bởi vì những người tuổi tỷ vẫn phải không ngừng nâng cao năng lực và kỹ năng nghề nghiệp, đòi hỏi phải có một thời gian tích lũy trưởng thành nhất định. Bạn trở nên nóng nảy, muốn đốt trải giai đoạn mà phải kiên nhẫn cho đợi sự phát triển. Khi bạn đủ phững mạnh, sự nghiệp đủ chính môi, không lo tiền không chảy về tuổi. Trong tháng này, bạn có thể cân nhắc tìm kiếm các cơ hội đầu tư hoặc kinh doanh tài chính khác nhau như một cách để gia tăng sự giàu có của mình. Nhưng chỉ nên dừng ở bước tìm kiếm thông tin, quan sát thị trường, lập kế hoạch chi tiết, chứ chưa nên vội vàng tiến hành ngay. Cục diện tử vi tháng này chưa ủng hộ bạn mạo hiểm. Nếu không có sự tỉnh toán cẩn thận, bạn sẽ mất tiền như chơi. Quản lý tài chính và lập kế hoạch ngân sách cũng rất quan trọng trong việc duy trì tiền bạc trong tháng này. Người tuổi tỷ phải luôn ý thức được thói quen chi tiêu và đặt ra mục tiêu tiết kiệm một cách chặt chẽ hơn. 3. Luận về phương diện tình cảm, gia đạo, Phương diện này khi bước sang tháng đinh mạo có thể sẽ không phải là một tháng xuân sẻ trong chuyện tình yêu. Trong tháng 2 âm lịch này khá bận rộn với công việc, sự nghiệp gần như chiếm phần lớn thời gian của người tuổi Tý dẫn tới việc bản mệnh có thể lơ là trong các mối quan hệ tình cảm của mình. Dù, dù, đây không phải là cố ý, nhưng người tuổi tỵ khó có thể cân bằng được mối quan hệ giữa công việc và tình cảm. Con người độc thân có thể có một số cơ hội gặp gỡ được những người mới nhờ thải âm thúc đẩy, đặc biệt là nữ mệnh. Nhưng hung tin có phần lẫn ác cũng nhắc nhở con giáp này trở đệ cảm xúc che mờ lý trí. Bạn nên dành thời gian tìm hiểu về đối phương nhiều hơn trước khi cõi ý định tiến xa hơn. Một số bạn có thể xảy ra những tình huống hiểu lầm, ngộ nhận tình cảm của người khác dành cho mình. Trong khi đó, các cặp đôi có thể xảy ra tranh cãi giận hờn vì thiếu sự quan tâm chia sẻ. Điều này có thể dẫn tới những sự thay đổi tâm trạng của đối phương, đồng thời nảy sinh những tranh cãi xung đột về mặt cảm xúc. Đối phương không mấy vui vẻ trước sự thờ ơ lạnh nhạt của bạn, còn người tuổi tỵ lại trách móc người ấy không đủ thông cảm và thấu hiểu. Việc bạn quá bận nên không có thời gian để trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của người ấy có thể cảm thông. Nhưng nếu bạn không nói rõ trước thì hiểu lầm luôn là điều khó tránh khỏi trừ khi đối phương không quan tâm đến bạn. Mỗi người một suy nghĩ và cảm nhận, vấn đề xuất hiện cũng là vì cả hai không nói rõ ràng cùng nhau. Một cuộc trò chuyện thẳng thẳng và rõ ràng là điều cần thiết để giải quyết mọi khúc mắc giữa hai người. Bốn, luận về phương diện sức khỏe. hung tình âm sát, nhắc nhở những chủ chuột nên chú ý chăm sóc sức khỏe của mình hơn vào tháng 2 âm lịch. Áp lực tinh thần gia tăng do công việc có nhiều vấn đề phải lo nghĩ có thể làm đảo lộn cuộc sống của bạn. Một vài triệu chứng khó chịu xuất hiện như kém ăn ngon, mất ngủ là lời cảnh báo nhắc nhở đánh bàn nên điều chỉnh lại lịch sinh hoạt cá nhân và cho bản thân thời gian thư giãn để cơ thể được phục hồi. Căng thẳng kéo dài có thể dẫn tới những hệ lụy, đặc biệt là chứng mất ngủ khiến cơ thể thiếu năng lượng và luôn trong tình trạng mệt mỏi. Còn giấc này cần chú ý duy trì giấc ngủ đầy đủ, ăn uống lành mạnh để tránh mệt mỏi. Bên cạnh đó, nghe những bài nhạc nhẹ nhàng, xem những câu chuyện, bộ phim vui nhộn và tập thể dục phù hợp để đổ mồ hôi đều là giải tỏa căng thẳng một cách hiệu quả. Hãy chú ý tới các tín hiệu của cơ thể. Tìm cách điều trị y tế kịp thời và khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo được sức khỏe tốt và có thể đường đầu với những thách thức phía trước. Cẩm nang vững vận cho từng tuổi tỷ vào tháng 2 âm lịch năm giáp thìn 2024 như sau. 1 tuổi Mậu Tỷ sinh năm 2008, mệnh hỏa, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết, công việc tưởng trước nhiều thử thách, cần phải nghiêm túc và tập trung. Quý nhân phù trợ tuổi Sậu, tuổi Thân, tiểu nhân tuổi Dậu, tuổi Mùi, màu sắc may mắn màu hồng, màu đỏ. 2. Tuổi canh tỵ sinh năm 1960, mệnh thổ. Nam sao thổ tủ, nữ sao phân hưởng, khẩu quyết. Hãy luôn kiên nhẫn và khiêm tốn khi làm việc cùng với mọi người quý nhân phù trợ, tuổi sổ, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi mạo, tuổi môi, màu sắc may mắn, màu bạc, màu trắng. 3. Tuổi nhằm tỷ sinh năm 1972, mạnh mộc, nam sao thái âm, nữ sao thái bạch, khẩu quyết, chưa nên đầu tư mạo hiểm, nên điều chỉnh thói quen chi tiêu và đặt mục tiêu tiết kiệm chặt chẽ. Quý nhân phù trợ, tuổi hoài, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi giàu, tuổi mạo, màu sắc may mắn, màu xanh da trời, màu đen. 4. Tuổi giáp tỷ, sinh năm 1984, mệnh kim, nam sao thái dương, nữ sao thổ tủ, khẩu quyết. Công việc bận rộn dẫn tới lơ là trong các mối quan hệ tình cảm. Quỹ nhân phù trợ, tuổi hoài, tuổi xấu, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi tuốt, màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh lam. 5 tuổi bệnh tỷ sinh năm 1996, mệnh thủy, năm sao thổ tủ, nữ sao phân hẫn, khẩu quyết, áp lực tinh thần gia tăng, cần chú ý chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Quý nhân phù trợ tuổi thìn, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi mão, màu sắc may mắn màu vàng kim, màu nâu. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi sửu chưa có sự tiến triển nào đáng mừng. Xem tử vi tháng 2 âm lịch năm giáp thìn 2024 cho biết, bước sang tháng Đinh Mão có thể coi là một tháng bình ổn đối với những người sanh năm Sửu. Mọi việc vốn thế nào thì cứ làm thế ấy thì gần như không gặp bất cứ khó khăn nào khiến bạn phải lo lắng. Nhưng đồng thời tháng này cũng chưa ghi nhận sự tiến triển nào đáng mừng. Nguyệt lệnh lâm mộ cho thấy sự nghiệp của những chú trâu tìm ẩn nhiều huyền cơ là hùng hay cát vẫn chưa có thể nói chắc chắn. Nhưng nếu ngày bây giờ bạn tập trung, nỗ lực nghiêm túc thì chặng đường phía trước sẽ dễ đi hơn rất nhiều. Tháng này cũng báo hiệu những cơ hội tốt hơn ở phương xa, bản mệnh có thể chủ động và song sáo hơn để tìm kiếm, danh lợi thể cho bản thân trước những cạnh tranh không lúc nào là thiểu. Tay vận trong tháng cũng có những điểm sản thuận lợi. Còn giáp này có thể ổn định kinh tế nhờ các nguồn thu nhập đều đặn. Bản thân còn giáp người tuổi sụ cũng biết cách kiểm soát tình hình tài lộc của mình tốt nên chi tiêu rất thoải mái, không hề cảm thấy eo hẹp. Thời gian tháng 2 âm lịch chưa thích hợp để đầu tư, cần phải thận trọng, tránh bị lừa gạt. Riêng về chuyện tình cảm ít có, tiến triển hoặc mọi thứ diễn tiến theo chiều hướng không thuận lợi, bạn trở nên dành quá nhiều thời gian, tiền bạc vào phương diện này. Hãy để mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên. Các cặp đôi thường xuyên xảy ra những xích mít mâu thuẫn. Lúc này, con giáp người tuổi sổ cần kiên nhẫn hơn để thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với người mình yêu. Sức khỏe nhìn chung vẫn tốt nhờ bạn vẫn luôn duy trì thói quen sinh hoạt điều đặn, nghỉ ngơi điều độ. Ngoài vấn đề sức khỏe thể chất, người tuổi sổ cũng cần chú ý tới sức khỏe tinh thần của bản thân nên giải tỏa kịp thời những cảm xúc tiêu cực và giữ trạng thái yêu đời vui tươi. Xem tử vi tháng 2 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi sửu luận về các phương diện trong cuộc sống. Một, luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Vận trình sự nghiệp khi bước sang tháng mới của những chủ trâu không có nhiều biến động có thể ở thời điểm này, bản mệnh vẫn chưa đặt ra nhiều mục tiêu hoặc chưa có sự quyết tâm cao độ nên tinh thần làm việc có chút ảm đạm, thiếu tham vọng. nhưng tổng thể cả tháng thì cũng không có quá nhiều gian nan thử thách với con giáp này. Mọi việc vốn thể nào cứ làm thể ấy thì gần như không gặp bất cứ khó khăn nào khiến bạn phải lo lắng. Tuy nhiên, nếu để tình trạng bê chảy này kéo dài, bạn có thể sẽ thụt lùi hơn với người khác. Thời điểm đầu năm luôn có nhiều cơ hội để đặt nền mỏng, xây dựng nền tảng cho sự nghiệp cả năm. Bạn nên đốc thúc bản thân nhiều hơn. Nguyệt lệnh làm đất mộ bảo hiệu sự nghiệp tiềm ẩn nhiều huyền cơ, tức là chặng đường phía trước có nhiều ẩn số, là hùng hay cát vẫn chưa có thể nổi chắc chắn. Nhưng nếu như ngay bây giờ còn giáp người tuổi sổ tập trung, nỗ lực nghiêm túc thì chặng đường phía trước sẽ dễ đi hơn rất nhiều tại nơi làm việc người tuổi Sửu cần chú ý hơn tới các mối quan hệ với đồng nghiệp duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa các cá nhân tránh xung đột xích mích vì những vấn đề nhỏ nhặt bạn cũng nên tăng cường trao đổi giao tiếp hợp tác với cấp trên đừng quá bướng bỉnh tự làm theo ý mình thường xuyên lắng nghe tiếp thu ý kiến đề xuất của người khác sẽ giúp bạn có cái nhìn khách quan và chính xác hơn Tháng này cũng bảo hiệu những cơ hội tốt ở phương xa nhờ cỏ sao dịch mã xuất hiện. Cơ hội phát triển có thể sẽ đến với những chuyển công tác đi xa, đi bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm, bản mền có thể sẽ cần chủ động và sòng sáo hơn để tìm kiếm, dành lợi thế cho mình trước những cạnh tranh không lúc nào là thiếu. Ngoài ra, con dấp này vốn điềm tĩnh chắc chắn trong cách suy nghĩ. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh tác động, nhất là những lời chọc ngoáy của tiểu nhân, tạo nên áp lực tử phía. Đôi lúc bản mệnh thiểu sản xuất bị cảm xúc lớn ngát dẫn tới hành động bộc phá, nóng vội bất chấp hậu quả. Thời điểm vận khỉ đi xuống, tốt hơn hết nên lấy ổn định làm trọng, làm tốt việc cũ, đừng ôm đơm nhiều việc cùng lúc. 2. Luận về phương diện tài chính Xét về phương diện tài lộc khi bước sang tháng 2 âm lịch nằm giáp thìn cho thấy những điểm sáng về tài vận của con giáp người tuổi sửu dưới sự che chở của thực thân. Người tuổi này có thể ổn định kinh tế nhờ các nguồn thu nhập đều đặn từ công việc chính. Mức thu nhập của người làm công ăn lương ổn định, không giảm nhưng cũng chưa thấy dấu hiệu tăng lên. Nếu bạn làm tốt thì chắc chắn phần thưởng nhận lại không hề ít. Còn nếu cử lười biển và làm một cách máy móc thì thu nhập không có thay đổi là mấy. Tình hình kinh doanh buôn bản cả quan, tài lộc có lúc lên, lúc xuống bất ổn, nhưng nhìn chung không ảnh hưởng quá nhiều, mọi việc vẫn được tiến hành khá xuân sẻ, lợi nhuận thu về cả quan. Dù vậy, đầu tư trong giai đoạn này không thuận lợi, nhất là đầu tư mạo hiểm, bạn vẫn nên cân nhắc thiệt hơn. Trong tháng này, người sanh năm sổ có thể nhận được sự giúp đỡ tích cực nào đó. Điều này có thể có nghĩa là bạn có cơ hội gia tăng thu nhập thông qua các con đường bổ sung. Ví dụ, công việc của bạn có thể đi kèm với những dự án tốt hoặc lợi nhuận đổ về bất ngờ. Bản thân còn giáp người tuổi sổ cũng biết cách kiểm soát tình hình tài lộc nên chi tiêu vẫn thoải mái, không hề cảm thấy eo hẹp. 3. Luận về phương diện tình cảm, gia đạo, Vận trình tình cảm của con giáp này khi bước sang tháng 2 âm lịch được dự đoán ít có những tiến triển hoặc mọi thứ diễn ra theo chiều hưởng không thuận lợi. Bạn trở nên dành quá nhiều thời gian, tiền bạc vào phương diện này, hãy để mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên. Với người độc thân, tháng 2 âm lịch có thể sẽ có một số mối quan hệ tốt đẹp với người khác giới và có cơ hội gặp được người mình thích. Tuy nhiên, mối quan hệ này có thể không kéo dài lâu và cả hai bên sẽ phải tốn nhiều thời gian, sức lực để làm quen với nhau. Điều này khiến cho con giáp người tuổi sủ cảm thấy kiệt sức, cuối cùng có thể dẫn tới chia tay không mấy vui vẻ. Các cặp đôi thường xuyên xảy ra những xích mích mâu thuẫn. Lúc này, con giáp người tuổi sủ cần kiên nhẫn hơn để thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với người mình yêu đối với người tuổi sửu đã kết hôn cần chú ý tới các giao tiếp thấu hiểu giữa hai vợ chồng duy trì sự tương tác chia sẻ với nhau cũng cần quan tâm tới việc giáo dục trưởng thành của con cái tạo môi trường sống hài hòa đầm ẩm cho các thành viên 4. luận về phương diện sức khỏe Tháng 2 âm lịch năm 2024, tình hình sức khỏe của người tuổi sửu không có gì đáng lo ngại ngoài một vài triệu chứng cảm mạo vật do thay đổi thời tiết thất thường nhờ luôn duy trì thói quen sinh hoạt điều đặn nghỉ ngơi điều độ bạn đang có một nền tảng thể chất sung sức khỏe mạnh trong cuộc sống hàng ngày còn nhấp này nên chú ý tới an toàn giao thông và đề phòng các tai nạn như hỏa hoạn Vấn đề sức khỏe thể chất, người tuổi sửu cũng cần chú ý tới sức khỏe tinh thần của mình, nên giải tỏa kịp thời những cảm xúc tiêu cực và giữ trạng thái vui tươi, yêu đời. Nhớ rằng, sống vui, ác xạ, sống khỏe. Cảm nang phượng vận cho từng tuổi sửu khi bước sang tháng 2 âm lịch năm 2024 như sau một Tuổi kẻ xấu mệnh hỏa, năm sao kế đô nữ sao thái dương khẩu quyết sự nghiệp tiềm ẩn nhiều huyền cơ cần tập trung và nỗ lực ngay từ bây giờ quý nhân phù trợ tuổi dậu tuổi tỵ tiểu nhân tuổi ngọ tuổi mùi màu sắc may mắn màu vàng màu nâu hai tuổi tân sửu sinh năm 1961 mệnh thổ năm sao la hầu nữ sao kế đô khẩu quyết cơ hội phát triển có thể sẽ đến từ những chuyển công tác xa bồi dưỡng nghiệp vụ Quý nhân phù trợ tuổi tỷ, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Tuất, tuổi Môi. Màu sắc may mắn màu nâu, màu vàng. Ba tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 mạnh mộc, năm Sao kế đô, nợ Sao Thái Dương, khẩu quyết ổn định kinh tế nhờ các nguồn thu nhập đều đặn từ công việc chính. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi tỷ, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Màu sắc may mắn màu xám, màu đen vốn tuổi ất sửu sinh năm 1985 mệnh kim nam sao thái bạch nữ sao thái âm khẩu quyết tình cảm có ít tiến triển hoặc mọi thứ diễn ra theo chiều hướng không thuận lợi quý nhân phù trợ tuổi hoài, tuổi mão tiểu nhân tuổi thân tuổi dần màu sắc may mắn màu nâu màu vàng kim năm tuổi tên sửu sinh năm 1997 mệnh thủy năm sao la hầu nữ sao kể đô khẩu quyết sức khỏe ổn định nhờ thói quen sinh hoạt điều đặn nghỉ ngơi điều độ quý nhân phù trợ tuổi sửu tuổi tý tiểu nhân tuổi ngọ tuổi dậu màu sắc may mắn màu vàng màu tím Tử vi tháng 2 âm lịch năm giáp thìn 2024 của còn giáp người tuổi dần, vận trình xôn sả đạt nhiều thành tích tháng 2 âm lịch năm 2024 này cho biết đây sẽ là khoảng thời gian xuân sẻ và giàu thành tích đối với những chủ hộ. Tháng này, vận trình sẽ có nhiều thay đổi, xu hướng chung là đi lên, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Sự nghiệp của người tuổi dần trong tháng mới có thể nói không có điểm nào để chê cả. Sự quyết đoán và nhanh nhạy sẽ mang tới cho con giáp này nhiều lợi thế trong công việc khả năng thăng tiến cũng cao hơn khi mà năng lực của bạn được nhìn nhận và đánh giá xứng đáng. Nhìn chung, vận may sự nghiệp của người xanh năm dân có nhiều cải thiện trong tháng 2 âm lịch. Bạn nên nắm bắt đủ đầy các cơ hội, đồng thời duy trì trạng thái làm việc hiệu quả để đạt được thành công tương xứng. Công việc tiến triển tốt đẹp kéo theo thu nhập cũng có điểm sáng, con đường kiếm tiền làm giàu ngày càng rộng mở con đường phát triển ngày càng bền vững. Nếu có cơ hội hợp tác kinh doanh hoặc đầu tư, bản mệnh nên tìm hiểu và mạnh dạn tiến hành sẽ có mối lợi tự nhiên đưa tới. Các tình thiên chiều đào hòa đưa lỗi, nhân duyên khởi sắc, đời sống tình cảm của người tuổi dân khá đặc sắc. Nhiều mỗi quan hệ các lành ập tới, người độc thân hoàn toàn có cơ hội thoát ế, hãy chủ động, rộng mở. Mỗi quan hệ để nhanh chóng tìm cho mình đối tượng phù hợp. Sức khỏe cũng rất tốt, nếu có vấn đề cũng chỉ là một vài căn bệnh vặt do thời tiết thay đổi. Hãy chú ý duy trì thói quen sinh hoạt điều độ, ăn ngủ ngủ nghỉ đúng giờ, bệnh tật sẽ tránh xa bạn. Xem tử vi tháng 2 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi dân luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp, Bước sang thẳng đình mạo nằm giáp thành 2024, con đường sự nghiệp của những người sanh năm dần khả lý tưởng. Bản mệnh bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi, cũng được người giúp đỡ, nói là lên như diều gặp gió cũng chẳng oan. Tháng này nhờ có cục diện tam hợp nâng đỡ, sự xuất hiện của các hàng loạt các tinh như Thái Dương, Chính Ẩn ngày càng mở mang, dành thành tích liên tục bảo vệ dù bận rộn nhưng cảm giác hăng hái và quyết tâm càng thòi thúc còn giáp này nhiều hơn, sẵn sàng vượt qua mọi thách thức. Vận quý nhân khả vườn các mối quan hệ xã giao hài hòa, con giáp người tuổi dân sẽ có nhiều thời điểm được chỉ đường dẫn lỗi, tìm ra con đường phù hợp với mình mà không phải tổn quá nhiều công sức như bao người. Xung quanh, ai cũng có thể là quý nhân của bạn nên thường ngày hãy cố gắng tương tác và hòa đồng với mọi người hơn. Cấp trên rất hài lòng với những cống hiến của bạn, không ít lần dành những lời khen ngợi cỏ cảnh cho bạn trước tập thể. Nhờ vậy mà còn giáp ngư tuổi dân có nhiều cơ hội để thăng tiến lên vị trí cao hơn, cũng có nhiều không gian để phát triển theo con đường mình muốn. Những khó khăn trở ngại trước mắt đều được bản mệnh nhanh chóng khắc phục. Còn giáp này đang có những bước khởi đầu thuận lợi, những kế hoạch về sau cũng sẽ dễ dàng triển khai hơn còn giáp ngư tuổi dần cũng cần chú ý nắm bắt cơ hội để thể hiện mình. Tuy nhiên, nguyệt lệnh lầm đất tự cho thấy những chủ hộ vẫn nên có sự đề phòng vận khỉ suy giảm bất chợt. Đừng vội ngủ quên trên chiến thẳng hay quả mức tự mạng với những gì mình đạt được bởi thời điểm thể chuyển không thể lường trước được. Nhất là khi con giáp này phổn sẵn tỉnh nóng cũng có đôi lúc đầy cảm xúc lẫn ác lý trí, có thể hành động sốc nổi, thiếu sự bình tĩnh và sản xuất dẫn tới những hậu quả khó lường. Để duy trì vận may của mình đang có, nên học cách kiểm soát cảm xúc. Nếu lúc nào cần thì hãy dùng lý trí, lúc nào cần dùng tình cảm. Không nên tự gây rắc rối cho mình. Nhìn chung, vận may sự nghiệp của con giáp này có nhiều cải thiện. Nên nắm bắt đầy đủ các cơ hội đồng thời duy trì trạng thái làm việc hiệu quả để đạt được thành công trong tương lai. 2. Luận về phương diện tài chính Tháng đinh mẫu này có tam hội cục và đại các tình thái dương trợ lực. ta lộc của con giáp người tuổi dân không có gì phải lo lắng. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm về thu nhập của mình trong tháng này. Với người làm công ăn lương, công việc tiến triển tốt đẹp nên kéo theo thu nhập cũng có những điểm sáng. Bạn có thể có được sự thưởng nóng, tăng phụ cấp, tăng lương. Với những đóng góp của bạn cho công việc của tập thể, bản mệnh cũng luôn biết được ưu thế của mình nằm ở đâu để tập trung phát huy, đi tắt đoạn đầu, dẫn đầu xu hướng. Con đường làm giàu ngày càng rộng mở, người tuổi này sẽ đón nhiều cơ may kiếm tiền trong tầm tay. Với người làm ăn kinh doanh, các mối quan hệ rộng rãi cũng giúp bạn được xúc tiến những cơ hội kiếm tiền triển vọng. Nhờ cỏ bản tính chính trực, đứng đắn, cộng với sự uy tín sẵn có, nhanh chóng mở rộng mạng lưới khách hàng, tìm kiếm thêm đối tác được mọi người yên tâm, tin tưởng và mong được hợp tác lâu dài. Thêm vào đó, các mỗi đầu tư trước đó của bạn đang dần đem lại một nguồn thu nhập ổn định. Điều đó khiến bạn ngày càng cảm thấy phẫn trẫn, lạc quan, tin tưởng hơn vào định hướng bản thân. Tháng 2 âm lịch, nếu tiếp tục các cơ hội hợp tác kinh doanh hoặc đầu tư bạn mệnh nên tìm hiểu và mạnh dạn tiến hành sẽ có mỗi lợi tự nhiên đưa tới. Thời điểm này, các khỉ vượng, những ai đang có ý định khai trương, mở cửa hàng hay mở rộng đầu tư cũng có thể thuận lợi, vô cùng xuân sẻ. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Tháng này phương diện tình cảm của người tuổi dân cũng có nhận tín hiệu đào hoa trực rỡ. Tâm hội thải tuệ giúp nhân duyên hài hoa, các tình thiên diêu đem lại đào hoa tới, các điềm bảo tử vi đều cho thấy đời sống tình cảm của con giáp này vô cùng đặc sắc. Người độc thân có thể coi là có đối tượng hưởng lợi nhiều nhất trong tháng này khi bạn có nhiều cơ hội thuận lợi nhanh chóng tìm được người hợp ý khả năng thoát ế cũng không còn quá xa vời người tuổi dần có sức hút tự nhiên nhờ tỉnh tình cởi mở vui vẻ những thành tích đạt được trong tháng này còn giúp gia tăng sự tự tin bạn đi đến đâu cũng dễ dàng tỏ sáng trở nên nổi bật trong mắt người khác giới không cần đến người thân quen giới thiệu tự bạn cũng có thể gặp được đối tượng khá triển vọng nhiều người thông qua quá trình trò chuyện, trao đổi hoặc làm việc chung cũng có thể tìm thấy tiếng nói chung với một người đồng nghiệp nào đó. Đôi bên đã trở nên gần gũi và hiểu nhau nhiều hơn thì việc phát triển mối quan hệ trở nên rất nhanh chóng. Tình cảm giữa các cặp đôi cũng được tiếp thêm bậc thang mới. Tuy nhiên, đào hoa, vả vườn có thể dẫn tới những cảm xúc dư thừa. Ngươi đã có vĩnh độ nên chủ động giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Đừng nên có những tư tưởng ham vui, tự tai phá hỏng hạnh phúc, đồng thời lại ảnh tới danh tiếng, hình ảnh của chính mình. 4. Luận về phương diện sức khỏe Ngươi tuổi dần có thể trạng tốt, sinh ra có thể lực và sức đề kháng tốt nếu cố gắng duy trì vận may này trời cho. Tháng nay, cả thể chất, tinh thần của những chủ hộ đều không gặp phải những vấn đề gì quá lớn lao. Bạn duy trì tinh thần hàng hải, nguồn năng lượng dồi dào dò để bắt tay vào bất cứ công việc gì. Tuy nhiên, dù có hàng hải đến mấy cũng cần nhắc nhở mình làm việc có kế hoạch, không nên bỏ bê sức khỏe, đặc biệt nên tránh thức khuya kéo dài, kẹo suy giảm nhanh chóng, dễ mắc các căn bệnh vặt. Bên cạnh việc nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, bạn cũng nên chú ý tới việc rèn luyện thể dục thể thao. Hãy tích cực vận động, tập thể dục để cơ thể luôn đi vào trạng thái linh hoạt, dồi dào sức sống, đồng thời tránh các bệnh như thoái hóa xương khớp, thừa cân. Cảm nang vững vận cho từng tuổi dân vào tháng 2 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi canh dân mạnh mộc nam sao vân hởn nữ sao la hầu khẩu quyết vận trình sự nghiệp cả lý tưởng bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi ngọ tiểu nhân tuổi tỵ tuổi thân màu sắc may mắn màu nâu màu xanh lá cây hai tuổi nhâm dân sinh năm 1962 mệnh kim Nam sao mộc đức nữ sao thủy diệu khẩu quyết vận quý nhân khá vượng các mối quan hệ xã giao hài hoa luôn được giúp đỡ quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi thân tiểu nhân tuổi hoài tuổi tỵ màu sắc may mắn màu đen màu trắng ba tuổi giáp dân sinh năm 1974 mệnh thủy năm sao phân hưởng nữ sao la hầu khẩu quyết tài lộc có nhiều điểm sáng tiếp xúc với nhiều cơ hội kiếm tiền triển vọng quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi hợi, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu xanh rêu, màu xanh nước biển. 4. Tuổi Bình Dân, sinh năm 1986, mệnh hỏa, năm sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết, nhân duyên hài hòa, đời sống tình cảm đặc sắc, người độc thân có thêm nhiều cơ hội. Quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi giàu, tuổi tỵ, màu sắc may mắn, màu xanh, màu đen. Nam, tuổi Mậu Dân, sinh năm 1998, mệnh Thổ. Năm sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, Khẩu Quyết, duy trì được tinh thần hăng hải, nguồn năng lượng dồi dào. Dò. Quý nhân phù trợ tuổi ngọ, tuổi mão, tiểu nhân, tuổi tỵ, tuổi dân, màu sắc may mắn, màu vàng, màu trắng. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi mão dễ sinh sự tiêu cực, thiếu ý chí cố gắng. Tháng 2 âm lịch này cho thấy do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm bệnh nên tâm tính của con giáp người tuổi mạo có nhiều thay đổi, rất dễ nảy sinh sự tiêu cực. Cho dù gặp phải những rắc rối nhỏ cũng khiến cho con giáp này tốn nhiều thời gian để suy nghĩ, không có ý chí cố gắng vươn lên. Vận khí của người tuổi mạo trong tháng đinh mạo này có hung, có cát, nhưng nhìn chung sẽ tương đối ổn định, không gặp trở ngại nào quá lớn. Đôi khi bạn có thể cảm thấy cuộc sống đều đều quá mức buồn tẻ, nên tự tìm kiếm niềm vui để lên dày cót tinh thần. Vận trình sự nghiệp của con giáp người tuổi mậu có thể phải đối mặt với một số thử thách áp lực, do đó đều là những vấn đề ai cũng sẽ có thể gặp phải. Chỉ cần làm việc tập trung, chăm chỉ, hoàn toàn có đủ bản lĩnh để vượt qua khó khăn, đạt được thành công. Đồng thời, trong quá trình làm việc hàng ngày, cũng nên chú ý cách nói năng, hành xử của mình để không vướng thêm nhiều chuyện rắc rối thị phi. Tình hình tài lộc của con giáp ngươi tuổi mão được cải thiện, nhưng vẫn cần phải quản lý tiền bạc cẩn thận, có kế hoạch tiết kiệm chặt chẽ. Tháng này, bạn không mấy hằng hải cũng ngại tính toán việc gì đó quá phức tạp nên không thích hợp để tham gia vào các dự án đầu tư kinh doanh có tính chất mạo hiểm. Tình yêu đòi lửa, hôn nhân gia đình đều duy trì một cách hài hòa, hầu như không có biến động mang tính chất tiêu cực nào xảy ra. Nhưng tình cảm thiếu sự lãng mạn sẽ khó tránh sự phai nhạt, còn nhấp này vẫn nên có những hành động chủ động thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn, đừng chỉ biết nhận lấy. Tháng này, nguyệt lệnh làm bệnh ở mậu sẽ gây ảnh hưởng lớn tới phương diện sức khỏe. Tuy còn giáp này có thể không mắc những căn bệnh nghiêm trọng, nhưng căn bệnh vật thì khó tránh, tinh thần xuống dốc, dễ bị chết, cơ thể suy nhược. Xem tử vi tháng 2 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi mão luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Còn đường sự nghiệp của những chú mèo trong tháng mới không có nhiều biến động. Việc vốn như thế nào thì cứ làm như thế ấy, bạn cũng không gặp trở ngại nào quá lớn. Tháng này có sự xuất hiện cả hùng tình thái tuệ và các tình thiên ẩn, phận khí có hùng có cát, có khó khăn cũng có cả thuận lợi. Chủ yếu sẽ dựa vào trạng thái tinh thần làm việc của con nhấp này để quyết định hùng nhiều hơn hay cát nhiều hơn. Trong thảng đình mạo, bạn mệnh có thể phải đối mặt với một số thử thách, áp lực và cả cạnh tranh. Nhưng đó đều là những vấn đề ai cũng sẽ có lúc gặp phải. Chỉ cần là việc tập trung, chăm chỉ, hoàn toàn có đủ bản lĩnh để vượt qua khó khăn, đạt được thành công. Tuy nhiên, nguyệt lệnh lầm bệnh nên tâm tính của những chú mèo có nhiều thay đổi rất dễ nảy sinh sự tiêu cực, tự đẩy bản thân vào bể tắc, cho dù gặp phải những rắc rối nhỏ cũng khiến cho bản mệnh tiêu tốn nhiều thời gian để suy nghĩ, đa phần theo chiều hướng bi quan thành ra buồn rầu không có ý chí cố gắng vươn lên. Để giải quyết vấn đề trong công việc tốt hơn, người tuổi mạo cần điều chỉnh tâm lý, nâng cao khả năng tập trung, làm việc chăm chỉ, nghiêm túc hơn. Điều này sẽ giúp cho bạn đối phó tốt hơn với những khó khăn trong công việc. Đồng thời, trong quá trình làm việc hàng ngày cũng nên chú ý tới cách nói năng, hành sự để không vướng thêm vào những chuyện rắc rối. Chẳng ai muốn làm việc với một người lúc nào cũng quẻ quại, thiếu tinh thần đóng góp đâu, ngay cả bản thân bạn cũng vậy thôi. Đôi khi bạn có thể cảm thấy cuộc sống và công việc đều đều quá mức buồn tẻ, nên tự tìm kiếm niềm vui để lên dày cốt tinh thần. Ngoài ra, nhắc nhở bản mệnh, đây chưa phải là thời điểm lý tưởng để tiến hành khởi nghiệp hay thay đổi công việc. Trải lại, vẫn nên lấy ổn định làm chủ thì hơn. Hãy dành thời gian tìm hiểu, nghiên cứu về chuyên môn, chờ thời cơ tốt hơn rồi bứt phá. 2. Luận về phương diện tài chính Người tuổi mão hầu như không có những biến động lớn nào mà dần đi vào ổn định đối với phương diện tài lộc triều hưởng tích cực hơn, thu nhập của bạn khả điều rằng gần như không có áp lực kinh tế nào, có thể an ổn lo làm ăn. Tuy nhiên, trong tháng đinh mẫu này không được nguyệt lệnh ủng hộ, lại có thái tuệ hung tình quanh hành, không có lợi cho việc làm ăn hay kinh doanh, đầu tư quá lớn, độ mạo hiểm và rủi ro cao. Chỉ cần tiếp tục công việc dự án hiện tại thì tiền bạc cũng rụng rỉnh rồi, chở liều lĩnh. Hơn nữa, trạng thái tinh thần của người tuổi mão không cao, tâm lý lười biếng và ngại tính toán việc gì đó phức tạp sẽ khiến cho bạn làm việc hơi hợt qua lo. Đây là điều tối kỵ trong kinh doanh, bạn nên tránh để không tự ném tiền qua cửa sổ. Những chú mèo cũng nên chú ý kiểm soát chi tiêu trong tháng này, lập kế hoạch tiết kiệm và quản lý tài chính hợp lý, tránh tiêu dùng quá mức. Tháng 2 âm lịch, bạn có thể gặp một số rắc rối do chi tiêu gia tăng khá cao hoặc xuất hiện các khoản trì khẩn cấp. Bạn cần đảm bảo ngân sách và kế hoạch chi tiêu của mình luôn ổn định và thực hiện việc tiết kiệm nhiều hơn. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Phần trình tình cảm của người tuổi mão khi bước sang tháng 2 âm lịch năm giáp thành 2024 duy trì ở mức hài hòa, các mối quan hệ ít có xảo trồng. Tình yêu đôi lửa, hôn nhân, gia đình đều không có những biến động mang tính chất tiêu cực. Tuy nhiên, người đã lập gia đình thì cần trò chuyện tâm sự với nửa kia nhiều hơn ở bên cạnh nhau lâu có thể khiến người ta quên đi những hành động ngọt ngào và tình cảm của thỏa mới yêu. Nhưng tình cảm sẽ thiếu sự lãng mạn, sẽ khó tránh khỏi sự phai nhạt. Bạn vẫn nên có những hành động chủ động để thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn, đừng chỉ biết nhận lấy. Nếu có điều gì buồn phiền hoặc không vừa ý, bạn mệnh nên chủ động chia sẻ với nửa kia, không nên giấu diễm trong lòng khiến tinh thần thêm mệt mỏi căng thẳng vợ chồng nên cùng nhau vượt qua khó khăn chứ không nên ai làm việc của người ấy coi ngươi độc thân những suy nghĩ bi quan có thể cản trở nhân duyên của bạn tháng này bạn có phần sống khép mình hơn chỉ muốn vui trong thế giới riêng của mình mà không mở rộng lòng với người khác trên thực tế tháng này cũng không có nhiều đối tượng khả quan đến với bạn nếu muốn, bạn vẫn có thể giữ liên lạc với họ, nhưng không nên vội quen. Trước hết, đôi bên hãy tìm hiểu, làm bạn với nhau trước đã. 4. Luận về phương diện sức khỏe Nguyệt lệnh làm đất bệnh sẽ không tốt cho sức khỏe của những chú mèo trong tháng tinh mẫu Dù không mắc phải những bệnh tật nghiêm trọng nhưng bệnh vật khó tránh hơn nữa còn giáp này có thể phải chịu một số tác động tiêu cực do tinh thần xuống dốc dễ bị chết cơ thể suy nhược bạn mà nên chú ý ăn ngủ nghỉ ngơi điều độ đồ, đồng thời chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng cũng như chú ý tới việc quản lý cảm xúc tránh làm việc quá sức gây căng thẳng tinh thần đi chơi với bạn bè một cách tuyệt vời để giảm bớt căng thẳng Đối với những người tuổi mạo lái xe, bạn nên đặc biệt chú ý tới vấn đề an toàn, tuân thủ lực lệ giao thông và không bao giờ vượt đèn đỏ. Cảm năng vững vận cho từng tuổi mạo vào tháng 2 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi tân mạo, mệnh mộc, nam sao thái dương, nữ sao thổ tủ, khẩu quyết. Việc vốn như thế nào thì cứ làm như thế ấy, không gặp trở ngại nào quá lớn, quý nhân phù trợ tuổi môi tuổi hài tiểu nhân tuổi thìn tuổi dậu màu sắc may mắn màu đỏ màu xanh lá hai tuổi quý mão sinh năm 1963 mệnh kim năm sao thái dương nữ sao thái bạch khẩu quyết cần điều chỉnh tâm lý nâng cao khả năng tập trung làm việc chăm chỉ hơn quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi tuất tiểu nhân tuổi ngọ tuổi tý, màu sắc may mắn màu nâu màu xanh lá cây 3. tuổi Ất Mão sanh năm 1975, Mạnh Thủy. Năm sao Thái Dương, nợ sao Thổ Tủ, Khẩu Quyết. Phận trình tình cảm duy trì ở mức hài hòa, các mối quan hệ ít có xảo trọng. Quý nhân phù trợ, tuổi hoài, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi tỷ, tuổi giàu, màu sắc may mắn, màu xanh dương, màu trắng. 4. Tuổi Đinh Mão sanh năm 1987, Mạnh Hỏa. Năm sao Thổ Tủ, nữ sao Phân Hỡn, Khẩu Quyết thu nhập đều đặn, gần như không có áp lực kinh tế nào có thể an ổn lo làm ăn. Quý nhân phù trợ tuổi tuất, tuổi mậu, tiểu nhân tuổi ngọ, tuổi thân, màu sắc may mắn màu cam, màu tím. Năm tuổi kỷ mão sinh năm 1999 mệnh thổ. Năm sao thái âm, nữ sao thải bạch khẩu quyết có thể phải chịu một số tác động tiêu cực do tinh thần số nhóc quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi dân tiểu nhân, tuổi tỵ, tuổi mão, màu sắc may mắn, màu vàng, màu đỏ. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi thìn vận khí suy giảm, đối mặt nhiều áp lực. Bước sang tháng 2 âm lịch năm giáp thìn 2024 cho biết, những người sinh năm thìn được dự báo có thể đối mặt với khá nhiều áp lực do cục diện tử vi tháng này không mấy lý tưởng phận khí suy giảm hòa thị phi tiểu nhân cạnh tranh treo lơ lửng luôn có thể đẩy con giáp người tuổi thìn vào hoàn cảnh bất lợi bất cứ lúc nào sự xuất hiện của thương hại khuẩy đảo mọi thứ công việc của con giáp người tuổi thìn thường phát sinh nhiều vấn đề trục trặc bất ngờ sự nghiệp gặp nhiều thử thách mọi quan hệ với đồng nghiệp cũng không được hài hòa còn có điềm bảo đậu đã ngâm bằng mặt nhưng không bằng lòng. Thời điểm hiện tại, con giáp này càng cần có tinh thần lạc quan để đối mặt với các vấn đề nảy sinh. Về vấn đề tiền bạc thu nhập của con giáp này trong tháng mới không tăng là mấy, mà còn có nguy cơ thất thoát khó kiểm soát. Điều này có thể liên quan tới những thách thức nghề nghiệp hoặc do các quyết định đầu tư cá nhân. Bạn nên tính toán thận trọng trong các hoạt động cầu tài kẻo toàn gặp xui xẻo Đầu tư mạo hiểm không phù hợp trong thời điểm này, bạn nên từ bỏ ý định đó. Đối với chuyện tình cảm nhờ cỏ sao bách việt nên đời sống tình cảm của người tuổi thân lại có nhiều khởi sắc mạnh mẽ. Người độc thân gặp nhiều điều thuận lợi nếu muốn cải thiện chuyện tình cảm của mình trong thời gian này. Cơ hội mở ra rất nhiều còn giáp người tuổi thân có nhiều sự lựa chọn hơn, cứ từ tổn để tìm ra người phù hợp với mình. Sức khỏe, vấn đề duy nhất mà con giáp này cần lưu tâm là giấc ngủ. Bạn dễ gặp tình trạng mất ngủ và giảm chất lượng giấc ngủ khiến cơ thể quậy quại thiếu năng lượng. Đối mặt với những thách thức trước mắt, nếu không có một nền tảng sức khỏe ổn định, bạn rất dễ ngã gục nên có sự điều chỉnh kịp thời và chăm sóc bản thân nhiều hơn xem tử vi tháng 2 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi thân luận về các phương diện trong cuộc sống. Một Luận về phương diện công danh, sự nghiệp Bước sang tháng đinh mạo sẽ là khoảng thời gian không mấy dễ chịu đối với những chủ rong trước nhận tác động bất lợi từ các yếu tố khách quan. Bản mệnh rất cần phải bản lĩnh hơn trong thời gian này, giữ một tinh thần lạc quan để đối mặt tốt hơn với các vấn đề nảy sinh. Cục diện tương hại thái tuế kết hợp với nguyệt lệnh lầm đất suy tác động tiêu cực tới tổng thể sự nghiệp của con giáp người tuổi thân khi bước sang tháng đinh mão này. Bạn có thể phải đối mặt với nhiều áp lực do phần khí suy giảm, hòa thị phi hay tiểu nhân luôn trình rập. Do đó, bạn mệnh cần phải thận trọng trong từng đường đi nước bước, sự chủ quan và nóng vội rất dễ gây ra nhiều nguy cơ đẩy bạn vào hoàn cảnh bất lợi bất cứ khi nào, cần phải đề cao cảnh giác. Ngay cả những công việc thường ngày vốn đã làm quen tay cũng dễ phát sinh nhiều vấn đề trục trặc. Thời gian vốn đã không có nhiều lại thường phải chia ra để khắc phục thêm cả những sự cố đó khiến bạn khá căng thẳng, luôn trong tình trạng quay cuồng. Sự nghiệp gặp nhiều thử thách, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng không được hoài hoa, có điềm bảo đấu đá ngâm. Bằng mặt nhưng không bằng lòng, thật ra cũng là chuyện con gà tức nhau tiếng gái vì ghen tị đổ kỵ với tài năng và thành tích của bạn đạt được nên nảy sinh nhiều hiểm kích gây khó dễ khi làm việc môi trường nào cũng khó tránh nhận cá nhân thiếu chuyên nghiệp như vậy bạn không nên để mình bị cuốn theo quá sâu thay vào đó nên loại bỏ thị phi điều tiễn ngoài tay việc mình mình làm mặc kệ miệng đời thiên hạ bạn cứ suy nghĩ tích cực làm việc chăm chỉ thì sự nghiệp sẽ có sự đột phá đối với con giáp người tuổi thân mới bước chân vào nơi làm việc. Công việc sẽ khá bận rộn trong tháng này. Bạn nên giữ thái độ khiêm tốn, cầu tiến để tạo được thiện cảm với mọi người ngay từ đầu. Còn những người đang lay hoay, tìm việc nhưng vẫn chưa có được đơn vị phù hợp, bạn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ, hỗ trợ từ gia đình, bạn bè. 2. Luận về phương diện tài chính Tử vi tháng 2 âm lịch cho biết trong tháng này không có tài tình chiếu mệnh lại không được nguyệt lệnh ủng hộ thương hại cản trở dự báo tài lộc của con giáp người tuổi thìn kém sắc nhiều biến động bạn nên tính toán thận trọng trong các hoạt động cầu tài kẻo toàn gặp xôi xẻo các khoản thu nhập của những chú rồng trong tháng 2 âm lịch không tăng là mấy mà còn có nguy cơ thất thoát khó kiểm soát. Công việc gặp nhiều khó khăn, thậm chí còn có thể ảnh hưởng tới tiền lương của bản mệnh. Tháng này bạn cũng sẽ phải chịu sự đấu tranh gay gắt từ đối thủ cạnh tranh, khiến việc kiếm tiền tưởng chừng ổn định bỗng trở nên khó khăn hơn nhiều. Dù làm công việc gì cũng cần phải biết bảo vệ bản thân, cố gắng giữ bình tĩnh trong mọi tình huống để đưa ra những đó sách phù hợp, bởi không phải lúc nào tranh đấu giành giật cũng là cách thích hợp để giải quyết các vấn đề. Đặc biệt ở giai đoạn này, những chủ rồng cần phải cẩn trọng trong việc đầu tư và dưới tác động của cục diện tương hại, bạn dễ rơi vào bẫy lừa đảo của kẻ gian hoặc tin những lời đường mật mà đưa ra những quyết định cảm tính, nhầm lẫn dẫn tới việc hào tài tổn của. Thử nhận được chỉ là những bài học đắt giá chứ không có khoản lợi nhuận nào như đã hứa hẹn ban đầu. Trước khi đầu tư, bạn cũng phải hiểu đầy đủ về rủi ro và xu hướng thị trường, đồng thời lập ra kịp thời việc kiểm soát rủi ro nếu có. Ngoài ra, hại lý trí hơn khi mở hầu bao, đặc biệt không nên chẹo theo những món đồ xa xỉ đắt tiền vượt quá khả năng kinh tế của bản thân. 3. Luận về phương diện, tình cảm, gia đạo trái ngược với những tín hiệu ảm đạm trong công việc và tài chính, phương diện tình cảm của con giáp người tuổi thìn lại có niềm vui nhờ có sao bách việt thổi luồng chở lành. Đây cũng là coi như một niềm an ủi không nhỏ cho con giáp này trong tháng mới đầy áp lực. Tháng 2 âm lịch có sao đào hoa mở lối, nhận chú rồng nếu còn độc thân sẽ gặp nhiều thuận lợi nếu muốn tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Bạn nên chú ý hơn tới lời nói và hành động, đồng thời chăm chút hơn vẻ bề ngoài để thu hút nhân viên. Tuy nhiên, cũng cần phải phân biệt kỹ xem đó có phải là đào hòa sát để tránh vướng vào những rắc rối tình cảm hay gây tổn hại cho bản thân và người khác. Với những ai có đôi, có cặp, đã kết hôn thì người ấy chính là chỗ dựa tinh thần vững vàng cho bạn trong khoảng thời gian khó khăn này. Nhiều vấn đề nảy sinh trong cuộc sống có lúc khiến cho bạn nản lòng thổi chỉ, không giữ được bình tĩnh mà nổi nóng. Nhưng mai sau, người ấy vẫn hiểu, thông cảm và bỏ qua cho bạn. Vợ chồng, biết bù trừ cho nhau, chung tay vùng vẹn hạnh phúc gia đình luôn là động lực để bạn cố gắng nhiều hơn, gây dựng cuộc sống hạnh phúc và sung túc hơn cho những người mà mình yêu thương. 4. Luận về phương diện sức khỏe Nhiều áp lực công việc ập tới khiến cho thể trạng của người tuổi thân giảm sút chủ yếu là những căng thẳng tinh thần kéo theo cơ thể mệt mỏi, giảm sức đề kháng. Vấn đề quan trọng mà bạn cần lưu tâm là giấc ngủ. Bạn dễ gặp tình trạng mất ngủ hoặc giảm chất lượng giấc ngủ khiến cơ thể quải quại thiểu năng lượng. Đối mặt với những thách thức trước mắt, nếu không có một nền tảng sức khỏe ổn định, bạn rất dễ bị ngã gục. Nên có sự điều chỉnh kịp thời, chăm sóc bản thân nhiều hơn, nâng cao sức khỏe, cần phải điều chỉnh lịch trình làm việc, nghỉ ngơi, duy trì thói quen, ngủ đủ giấc, tránh thức khuya, cố gắng quá mức. Đồng thời, cũng cần chú ý tới chế độ ăn uống, tập luyện để duy trì sức khỏe, thể chất, tinh thần. Cẩm nang vững vận cho từng tuổi thình vào tháng 2 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi nhâm thân, mệnh thủy, năm sao thái bạch, nữ sao thái âm, khẩu quyết. Đối mặt với nhiều áp lực do vận khí suy giảm, hòa thị phi hay tiểu nhân luôn rình rập. Quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi tí, tiểu nhân, tuổi môi, tuổi dân, màu sắc may mắn, màu xanh lá cây, màu cam. 2. Tuổi giáp thân, mệnh hỏa, năm sao la hầu, nợ sao kẻ đô, khẩu quyết, sự nghiệp gặp nhiều thử thách mỗi quan hệ với đồng nghiệp không hài hòa. Quý nhân phù trợ tuổi dân, tuổi mão, tiểu nhân, tuổi mùi, tuổi hoài, màu sắc may mắn, màu cam, màu nâu. 3. Tuổi bình thân, mệnh thổ, năm sao thái bạch, nợ sao thái âm, khẩu quyết, nên tỉnh toán thận trọng trong các hoạt động cầu tài, kẻo toàn gặp xô xẻo, Quý nhân phù trợ, tuổi hại, tuổi giàu, tiểu nhân, tuổi môi, tuổi tí, màu sắc may mắn, màu hồng, màu vàng. 4. Tuổi màu thân, mệnh mộc, nam sao la hầu, nữ sao kẻ đô, khẩu quyết, sao đào hòa mở lỗi, người độc thân có thể gặp nhiều thuận lợi. Quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mạo, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi môi, màu sắc may mắn, màu vàng, màu xanh lá. 5 tuổi canh thân mệnh kim nam sao kế đô nữ sao thái dương khẩu quyết chú ý chăm sóc sức khỏe cải thiện chất lượng giấc ngủ quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi hại tiểu nhân tuổi tỵ tuổi mùi màu sắc may mắn màu trắng màu nâu tử vi tháng 2 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi tỵ vượng phận quý nhân đạt nhiều điều mình muốn Tử vi tháng 2 âm lịch năm giáp thìn 2024 của con giáp người tuổi Tỵ cho biết dự báo vượng quận quý nhân dễ dàng đạt được điều mình mong muốn dưới sự hỗ trợ của quý nhân xung quanh con giáp này có rất nhiều người có thể cho bạn những ý kiến hữu ích điều này sẽ giúp cho cuộc sống của những chủ rắn diễn ra suôn sẻ hơn công việc trong tháng đón nhận nhiều cơ hội tăng trưởng tình hình ngày càng ổn định bạn cũng tự tin phát huy năng lực của mình. Sức ảnh hưởng của con giáp này trong tập thể ngày càng được khẳng định, được người trên kẻ dưới trọng dụng, ủng hộ, mở ra con đường thăng tiễn, danh lợi đều được như ý. Tuy nhiên, những chủ rắn vẫn nên đề phòng hung tinh có thể kéo theo tiểu nhân gây hòa do ghen ghét với những lợi ích mà bạn có. Tháng này, tai vận của người tuổi tỵ có lúc thăng, lúc trầm, nhưng xu hướng chung là tăng trưởng ổn định, bạn sẽ cảm thấy tài lộc của mình dần được cải thiện, đặc biệt là về mặt kinh doanh đầu tư và quản lý tài chính. Còn giáp này cũng có thể đưa ra những quyết định sản xuất và thu lợi được rất cao. Tuy nhiên, không nên quá chủ quan, làm gì cũng nên duy trì thái độ thận trọng để duy trì vận may. Về chuyện tình cảm, Người độc thân có cơ hội gặp được đối tượng ưng ý, thậm chí còn xuất hiện cả tình yêu sát đánh. Nhưng bạn cũng không nên để cảm xúc che mờ lý trí, nên dành thời gian tìm hiểu về nhau kỹ càng hơn. Gia đạo hài hòa, gia đình im ẩm là động lực cố gắng lẫn lao của con giáp này. Xem tử vi tháng 2 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi tỵ luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp Bước sang hãng Đinh Mạo, còn giáp người tuổi tỵ có một tháng nhiều may mắn nhờ nguyệt lệnh lầm đế vườn và cả tả phù các tinh phù trợ. Đặc biệt, tiêm bảo sự nghiệp của những chủ rắn sẽ có những bước tiến rõ rệt hơn hẳn khoảng thời gian trước đó. Tháng này, với sự khéo lẻo của bản thân, người tuổi này xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, những người đi trước vốn rất thân thiết và nhìn nhận năng lực của bạn có thể chính là quý nhân của bạn. Đối phương có thể cho bạn những ý kiến hữu ích giúp bạn phương tay chạm tới cơ hội hiểm cỏ, dễ dàng đạt được điều mà mình muốn. Các kế hoạch dự án trong công việc đều có sự tăng trưởng. Đế vườn chính là yếu tố giúp cho bạn mệnh thêm phần quyết tâm theo đuổi mục tiêu của mình. Tình hình ngày càng ổn định, bạn cũng tự tin phát huy năng lực gặt hải thêm những thành tích sáng sủa tài năng và sự cố gắng của bạn sẽ được đánh giá cao của cấp trên, từ đó có cơ hội cất nhắc hoặc được thưởng nóng dường như nằm trong tầm tay. Sức ảnh hưởng của con giáp này trong tập thể ngày càng được khẳng định, được người trên kẻ dưới hết lòng kề và sát cánh. Nếu là người làm lãnh đạo, bạn nhận được sự tôn trọng, tin tưởng của cấp dưới. Nhờ cả đầu óc tỉnh táo và sản xuất, bạn có thể đưa ra những quan điểm định hưởng chính xác, đem lại lợi nhuận cho công ty cũng như lợi ích cho những người dưới quyền mình. Tuy nhiên, bạn vẫn nên đề phòng hung tinh thiên cậu có thể kéo theo tiểu nhân cổ tình gây họa do ghen ghét với những lợi thế mà bạn đang có. Thời gian này, hãy dè chừng trước những kẻ cổ tình tiếp cận, dùng lời ngon, tiếng ngọt, nịnh nót. Người làm công, ăn lương, dù đạt được thành tích cao cũng trở nên kiêu ngạo, ra vẻ ta đây. 2. Luận về phương diện tài chính Tài vận của người tuổi tỵ tháng nay có thăng, có trăm, nhưng rất may xu hướng chung vẫn là tăng trưởng ổn định. Bạn sẽ cảm thấy tiền tài của mình dần như được cải thiện, đặc biệt là về mặt kinh doanh đầu tư và quản lý tài chính. Bên cạnh nguyệt lệnh lầm đế vượng, bạn còn được hai các tên là tạ phù và nguyệt mã hỗ trợ mạnh mẽ nên kinh doanh vương bản đều vô cùng thuận lợi, còn ký kết được nhiều hợp đồng giá trị. Còn giáp người tuổi tỵ có thể đưa ra những quyết định sản xuất và thu được lợi nhuận tốt. Thời điểm này rất thích hợp để mạnh dạn đẩy mạnh các hoạt động, vì vậy nếu thấy đối tác hoặc cơ hội có chuyển vọng thì nên nhanh chóng nắm bắt. Tháng này, các hạng mục đầu tư cũng có dấu hiệu sinh lời. Tuy nhiên, vì vẫn bị thiên cẩu đeo bám lại cỏ kiếp tài hung tinh ngấm ngầm ảnh ngữ bản mệnh vẫn nên chỉ đầu tư ở quy mô vừa phải tránh làm lớn mà lại bất cập hại đặc biệt làm ăn khôn ngoan là phải biết điểm dừng cứ tính toán theo kiểu ăn chắc mặt bên sẽ giúp bạn hạn chế được những rủi ro không đáng có hoặc tình trạng thua lỗ trống vánh khi vận khí giảm sút đột ngột. 3 luận về phương diện tình cảm gia đạo. Tháng 2 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, vận khí của những chú rắn đang dần vườn kéo theo đào hoa cũng khoe sắc rực rỡ. Điều này có lợi cho những ai còn độc thân vẫn đang trên hành trình tìm kiếm nửa kia của mình. Các mối quan hệ của con giáp này được hỗ trợ rất nhiều, điều này sẽ giúp cho người tuổi tỵ thêm phần tự tin, tăng thêm sức hút tự nhiên của bản thân, mối quan hệ khác giới rất vượng. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng ưng ý thậm chí còn xuất hiện cả tình yêu xét đánh, vừa gặp mặt như đã quen từ bao giờ, yêu thương, được trao gợi khá nhanh. Nhưng bạn cũng không nên để cảm xúc che mờ lý trí, nên dành thời gian tìm hiểu về nhau kỹ càng hơn để tránh ngộ nhận cảm xúc nhất thời. Gia đạo hài hòa trong ấm ngoài em mọi mâu thuẫn hay xung đột nhỏ đều dễ dàng được bỏ qua gia đình là động lực cố gắng lớn lao giúp cho những chủ rảnh có thể an tâm tập trung cố gắng hơn nữa cho sự nghiệp của mình 4. luận về phương diện sức khỏe tháng nay, người tuổi tỵ gần như có được một thể trạng vô cùng lý tưởng không có quá nhiều áp lực tinh thần đời sống vui tươi nên bạn cũng cảm nhận rõ cơ thể mình khả sung sức làm việc và nghỉ ngơi cỏ giờ giấc cũng quan trọng không kém việc ăn uống lành mạnh, duy trì thói quen sinh hoạt khoa học có thể giúp nâng cao khả năng miễn dịch và ngăn ngừa bệnh tật. Trong cuộc sống hàng ngày, những chủ rắn cũng nên tránh tiêu hao quá nhiều sức lực và năng lượng, sắp xếp thời gian làm việc nghỉ ngơi hợp lý, duy trì sự cân bằng về thể chất lẫn tinh thần để vườn cho thấy một số người có thể chiến thắng được bệnh tật bằng nghị lực mạnh mẽ, sớm lấy lại phong độ cho bản thân mình. Sau khi trải qua bệnh tật, hẳn bạn cũng đã nhận ra được tầm quan trọng của sức khỏe và chú ý giữ gìn hơn trước đó. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi tỵ vào tháng 2 âm lịch năm 2024 như sau. Một tuổi quỷ tỵ mệnh thủy, năm sao thủy diệu, nữ sao mộc đức khẩu quyết, sự nghiệp có những bước tiến rõ rệt hơn hẳn khoảng thời gian trước đó. Quý nhân phù trợ tuổi hợi, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi mậu, tuổi mùi, màu sắc may mắn, màu xám, màu đen. 2. Tuổi ất tỵ mệnh hỏa, năm sao phân hởn, nữ sao la hầu, khẩu quyết. Được quý nhân đưa ra những ý kiến hữu ích, chạm đến những cơ hội hiểm cỏ. Quý nhân phù trợ tuổi hợi, tuổi ngọ, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi giàu, màu sắc may mắn, màu vàng, màu hồng. 3. Tuổi Đinh tỵ sinh năm 1977, mệnh thổ, năm sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết, tài lộc được cải thiện, đặc biệt là kinh doanh đầu tư và quản lý tài chính. Quý nhân phù trợ tuổi sổ, tuổi mão, tiểu nhân, tuổi môi, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu trắng, màu tím. 4. Tuổi Kỷ tỵ sinh năm 1989, mệnh mộc, Nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết, đào hoa, khỏe sắc, người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng, ưng ý. Quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi tuất, tiểu nhân, tuổi dần tuổi hại, màu sắc may mắn, màu đen, màu nâu. Năm, tuổi thân tỵ mệnh kim, Nam sao phân hở, nữ sao la hầu, khẩu quyết, thể trạng lý tưởng, không có quá nhiều áp lực tinh thần, đời sống vô tươi. Quý nhân phù trợ, tuổi tủ thân, tuổi mùi tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi dậu, màu sắc may mắn, màu nâu, màu trắng. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi ngọ, đương đầu nhiều sóng gió, cần nỗ lực nhiều hơn. Tử vi tháng 2 âm lịch năm giáp thìn 2024 cho biết cục diện tương phá ảnh ngữ gây nhiều sóng gió cho những người sanh năm ngọ trong tháng này. Rất may là sự xuất hiện của các các tinh đã giúp hỏa giải phần nào hung vận, nhưng vẫn đòi hỏi bản mệnh phải nỗ lực rất nhiều thì mới mong có sự chuyển biến tích cực về sau. Tháng này, công việc gần như là phương diện triệu tác động mạnh mẽ nhất, khối lượng công việc tăng mạnh kèm theo cả những áp lực tinh thần khiến cho con giáp này khá vất vả để đương đầu cũng như tìm giải pháp Bản mệnh gần như luôn phải tự thân vận động, một mình cản đảng mọi việc mà không nhận được sự giúp đỡ nào. Người tuổi ngọ cũng nên có sự đề phòng trong các mối quan hệ xã giao, kẻo bị đâm sau lưng. Phương diện tài chính của con giáp này cũng khó có cơ hội làm giàu trong thời điểm tháng 2 âm lịch này. Công việc có nhiều nguy cơ còn có thể ảnh hưởng tới các khoản thu nhập cổ định. Người làm kinh doanh đầu tư tốt nhất là nên bình tĩnh chờ thời, một cách thích hợp, không nên vội vã hay nhắm mắt làm theo lời rủ rê, lôi kẽo của bất cứ gai. Có những thay đổi và bất ổn trong chuyện tình cảm của người sanh năm ngọ mà bạn không nên trụ quen. Công việc bận rộn, tinh thần bất ổn khiến cho con giáp này khó tiết chế cảm xúc, có thể làm ảnh hưởng xấu tới mỗi quan hệ với người thân vợ chồng nên chia sẻ với nhau nhiều hơn để cùng nhau vượt qua khó khăn. Sức khỏe của con giáp này chủ yếu chịu ảnh hưởng từ tinh thần căng thẳng nên có phần xa xúc. Khi áp lực tăng cao, bạn nên chú ý nghỉ ngơi, thư giãn để tránh cản sức quá mức mà tích tụ thành chết. Xem tử vi tháng 2 âm lịch năm 2024 cho con giáp người tuổi ngọ luận về các phương diện trong cuộc sống một Luận về phương diện, công danh, sự nghiệp Bước sang thẳng đinh mạo sẽ có không ít những thách thức đang chờ đón con giáp người tuổi ngọ, nhưng bên cạnh đó cũng có một vài cơ hội tiềm ẩn có thể giúp bạn xây chuyển tình thể. Quan trọng là bạn có duy trì thái độ tích cực, lạc quan, bình tĩnh, chủ động ứng phó với những tình huống khác nhau để đạt được kết quả tốt hơn về mọi mặt tương phả tác động, sự nghiệp của người tuổi ngọ phải đối diện với nhiều khó khăn. khối lượng công việc tăng mạnh, có thể mục tiêu bạn đặt ra từ trước đó sẽ không thực hiện một cách suôn sẻ. Đã vậy, bạn còn phải tốn quá nhiều thời gian để giải quyết rắc rối xảy ra xung quanh mình. Bản mệnh gần như luôn phải tự thân vận động, một mình cản đảng mọi việc mà không nhận được sự giúp đỡ nào. Đã vậy, trong tháng, còn có thể gặp bất lợi trong các mối quan hệ xã giao do tiểu nhân quấy phá đâm sau lưng. Ở môi trường công sở, bạn có thể sẽ phải đối diện với những kẻ tiểu nhân phá hoại gây phiền phức cho mình. Môi trường có chuyên nghiệp đến đâu, cũng không thể thiếu những kẻ chỉ muốn cướp đoạt công sức, nặng tay trên của người khác. Nếu bạn không có lòng, đề phòng, rất dễ khiến cho công việc thường xuyên gặp phải những rắc rối. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần chú ý điều chỉnh mối quan hệ với đồng nghiệp cách trên. Nếu có mâu thuẫn xảy ra, đôi bên cần phải kiềm chế sự nóng nảy, tránh rơi vào tình trạng lục đục nội bộ, ảnh hưởng tới hòa khí chung và cả công việc của tập thể. Có nhiều thời điểm mà con giáp này không khỏi nạn chỉ vì làm mại, mà mọi thứ vẫn cứ rối ren, chẳng đâu vào đâu, thậm chí còn xin suy nghĩ muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, nếu bạn nỗ lực, quyết tâm nhiều hơn, thì khoảng thời gian gần cuối tháng, hai các tinh Lâm Quang, Thiền Đức sẽ giúp hóa giải phần nào hùng vận, sớm lấy lại những gì đã mất. Quan trọng là vẫn đòi hỏi bản mệnh phải nỗ lực rất nhiều thì mới mong có sự chuyển biến tích cực về sau. 2. Luận về phương diện tài chính sự xuất hiện của tường phá cũng là lời cảnh báo đối với người tuổi ngọ nên thận trọng với việc làm ăn kinh doanh trong tháng nay. Điềm bảo tử vi cho thấy có thể bạn sẽ phải đối diện với rất nhiều đối thủ cạnh tranh trực tiếp hoặc những kẻ ngấm ngầm tìm cách cản trở con đường kiếm tiền làm giàu của bạn. Vì vậy, trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, bạn cần phải suy nghĩ và cân nhắc kỹ càng. Với người làm công ăn lương, công việc nhiều nguy cơ có thể ảnh hưởng tới các khoản thu nhập cố định. Trong khi đó, thu nhập phụ gần như không có là mấy nếu bạn không có kế hoạch quản lý chi tiêu cẩn thận. Cứ quen thổi, ăn tiêu thoảng tài thì rất có thể sẽ chẳng cầm được đến cuối tháng, chưa nói gì tới việc dùng tiền vào những việc quan trọng khác. Người làm kinh doanh đầu tư nên bình tĩnh chờ đợi thời cơ thích hợp hơn, không nên vội vã hay nhắm mắt nghe theo lời rủ rê, lôi kẹo, tin vào những lời hứa hẹn về lợi ích ngắn ngàn của bất kỳ ai, nếu không nguy cơ bị lừa lọc rất cao. Nếu cảm thấy không chắc chắn thì tốt nhất không nên tiến hành, hoặc có thể tham khảo thêm lời khuyên từ chuyên gia để thêm phần cảnh giác. Dù đứng ở vị thế nào đi chăng nữa, bạn cũng nên tránh những tình trạng bảo thủ, kiêu ngạo, chỉ làm theo ý của chính mình. Nếu là việc đã lỡ tiến hành nhưng không đem lại kết quả khả quan, bạn cũng trở nên ủ trụ quá lâu. Thua kèo này, ta bài kèo khác. Không nên đầu hàng, thực tài mà hãy rút ra bài học ý nghĩa cho mình. Sao tốt, thiên đức phù trợ sẽ giúp cho những cố gắng của bạn cuối cùng cũng sẽ đem tới những kết quả tốt đẹp và xứng đáng. 3. Luận về phương diện tình cảm, gia đạo Chuyện tình cảm của những chủ ngọ cũng được dự báo khá ám đạm trong khoảng tháng 2 âm lịch này. Vấn đề chủ yếu xuất phát từ chính bản thân bạn, có những thay đổi bất ổn trong chuyện tình cảm của các cặp đôi mà bạn không nên trụ quen. Công việc bận rộn, tinh thần bất ổn khiến cho con giáp này tiết chế cảm xúc có thể làm ảnh hưởng xấu tới các mối quan hệ với người thân. Nhiều thời điểm, bạn mang những cảm xúc tiêu cực bên ngoài về trúc lên người nhà. Đây là điều mà bạn cần sửa đổi ngay lập tức. Vợ chồng nên chia sẻ với nhau nhiều hơn để cùng nhau vượt qua khó khăn. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái có đôi chút xung đột. Có thể những khác biệt về thể hệ có thể khiến cho đôi bên khó có thể thấu hiểu được nhau. Con người độc thân Nhân viên không có là mấy bản thân còn dấp này cũng không thật sự hào hứng với việc hẹn hò với ai đó. Bạn thường quá kỹ tính, soi xét nên khó tìm được người ưng ý. Cho dù có những người chủ động tiếp cận, bạn cũng thường để tâm quá kỹ đến những khuyết điểm của đối phương, chưa kịp tìm hiểu bước đầu, đã lập tức mất cơ hội. 4. Luận về phương diện sức khỏe Thạng Đinh Mạo Người tuổi ngọ cần đặc biệt chú ý tới sức khỏe của bản thân bởi vận khí suy giảm sẽ ảnh hưởng tới thể trạng của bạn. Những căn bệnh vặt vạnh hoặc mãn tính có thể làm phiền tới cuộc sống thường ngày và công việc. Ngoài ra do tinh thần căng thẳng nên cũng có thể gây ảnh hưởng không tốt tới cả thể chất tinh thần. Khi áp lực tăng cao, bạn nên chú ý nghỉ ngơi, thư giãn để tránh gắng sức quá mức mà tích tụ thành chết nên tập thể dục nhiều hơn, duy trì thói quen ăn ngủ đầy đủ, chú ý tới sự an toàn khi đi lại và tránh những hoạt động mạo hiểm. Đồng thời cũng nên chú ý cân bằng dinh dưỡng, ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ như rau củ, trái cây để tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi ngọ vào tháng 2 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi chép ngọ, mệnh kim, Nam sao Thái Âm, nợ sao Thái Bạch, khẩu quyết. Khỏi lượng công việc tăng mạnh, nhiều mục tiêu không được thực hiện sâu sẻ. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi mạo, tiểu nhân tuổi Tỵ, tuổi thân. Màu sắc may mắn, màu nâu, màu be. Hai Tuổi Bỉnh Ngọ, sinh năm 1966, Mệnh Thủy. Nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tố, Khẩu Quyết. Đối diện với những kẻ tiểu nhân phá hoại trong môi trường làm việc quý nhân phù trợ tuổi giàu tuổi thân tiểu nhân tuổi hài tuổi dân, màu sắc may mắn màu xanh lam màu hồng ba tuổi mậu ngọ sinh năm 1978 mệnh hỏa nam sao thổ tú nữ sao phân hở khẩu quyết tài chỉnh ám đàm, nên thận trọng với đối thủ cạnh tranh trở nghe lời rủ rê quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi sậu tiểu nhân tuổi mão tuổi tỵ màu sắc may mắn màu vàng màu nâu bổn tuổi canh ngọ sinh năm 1990 mệnh thổ năm sao thái âm nữ sao thái bạch khẩu quyết khó tiết chế cảm xúc có thể làm ảnh hưởng xấu tới các mối quan hệ xung quanh quý nhân phù trợ tuổi giàu tuổi tỵ tiểu nhân tuổi thân tuổi dân màu sắc may mắn màu hồng màu trắng năm tuổi nhâm ngọ mệnh mộc nam sao thái dương nữ sao thổ tủ khẩu quyết chú ý chăm sóc sức khỏe vận khí suy giảm sẽ ảnh hưởng tới thể trạng. Quý nhân phù trợ tuổi tuất, tuổi dậu, tiểu nhân tuổi dần, tuổi hợi, màu sắc may mắn màu xanh dương, màu xanh lá cây. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi mùi, vận khí tăng mạnh, cầu tài, cầu danh thuận lợi. Vận khí của con giáp người tuổi mùi được dự đoán sẽ tăng mạnh trong tháng đinh mão này có rất nhiều sự thích hợp để mưu cầu đại sự, cầu công danh, cầu tài lộc khi các tín hiệu tử vi tích cực đang đứng về phía bạn. Công danh, sự nghiệp có nhiều tiến triển rõ rệt, những chủ dê được ghi nhận năng lực, làm gì cũng được tập thể ủng hộ, tinh thần làm việc hăng sai và sáng tạo giúp cho bạn đạt được thành tích đáng nảy. Các mối quan hệ công việc cũng rất hài hòa, tốt đẹp, Quý nhân có thể là bất cứ ai ở cạnh bạn. Dẫu vậy, cũng đừng vội ngủ quên trên đỉnh vinh quang. Càng thuận lợi, càng cần tĩnh tâm lại, sản xuất đưa ra lựa chọn mới để không bị tục hậu. Ta lộc do có tài tình chiếu mệnh nên có nhiều điểm sáng. Duy trì làm ăn thì tiền bạc đổ về tuổi âm âm. Rất có thể sẽ có thu hoạch bất ngờ. Tiền đến phải giữ thật chặt, đừng để tổn thất. Đây có thể nói là một tháng danh lợi song toàn với bản mệnh. Nhân duyên được thúc đẩy, tình cảm lửa đôi ngày càng hài hòa tốt đẹp. Các cặp đôi có thể tính truyền kết hôn trong tháng này. Người độc thân vượng đào hoa, tuy nhiên rất dễ rơi vào tình trạng ngày lắm mỗi tối nằm không, vẫn nên có sự cân nhắc thận trọng. Sức khỏe về cơ bản không có vấn đề nghiêm trọng, Tuy nhiên, bận vẫn nên chú ý chuyện đi lại cẩn thận, tránh bị tẻ ngã thương tật tay chân hoặc gặp tai nạn bất ngờ bởi tháng này có hung tinh bạch hổ có thể gây sự cổ bất ngờ. Xem tử vi tháng 2 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi mùi luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp Tử vì tháng 2 âm lịch năm 2024 cho biết những chủ dê được cục diện tam hợp thái tuế nâng đỡ vận trình sự nghiệp được hưởng nhiều lợi thế. Tháng này con giáp người tuổi Mùi sẽ có nhiều bước tiến mới, mọi khó khăn đã lùi xa, gặt hái thành quả đáng mừng. Đây có thể coi là giai đoạn thiên thời tiện lợi nhân hòa, là cơ hội tốt để con giáp này mạnh dạn tiến hành những điều mong ước, biển ước mơ trở thành hiện thực. Những chú dê càng làm càng hăng say sức sáng tạo mạnh mẽ, năng lực dễ dàng được ghi nhận. Những sáng kiến của bạn đưa ra hầu hết đều được tập thể ủng hộ. Bản mệnh làm gì cũng có đồng nghiệp sát cảnh kề bên, cấp trên cũng hết sức tạo điều kiện. Các mối quan hệ công việc cũng rất hài hòa, tốt đẹp. Quý nhân có thể là bất cứ ai ở cạnh bạn. Quý khí từ tam học, đóng vai trò như người kết nối giúp bản mệnh tìm được nguồn khách hàng tiềm năng. Các giao dịch đều thuận lợi, kỹ kết nhiều hợp đồng thu về lợi nhuận lớn. Tháng này, các dự án triển khai vượt yêu cầu cả về chất lượng lẫn số lượng. Đôi khi lợi nhuận còn nằm ngoài cả sự mong đợi ban đầu. Còn giáp ngươi tuổi mùi nên tận dụng tối đa cơ hội để làm bàn đạp tiến xa hơn trong tương lai. Lại thêm nguyệt lệnh làm đất quan đợi hỗ trợ, vận khí ngày càng hành thông, công việc trên đà tiến tới. Tinh thần học hỏi và chỉ cầu tiến của con giáp này cũng giúp bạn ngày càng hoàn thiện chuyên môn. Đừng quá lo lắng nếu tháng này có thể bạn sẽ đưa ra quyết định quan trọng nào đó, ảnh hưởng lớn tới tương lai sau này. Hãy bình tĩnh và sản xuất, bạn sẽ nắm chắc cơ hội tốt trong tay. Dẫu vậy cũng đừng vội ngủ quên trên đỉnh vinh quang, càng thuận lợi, càng cần tỉnh tâm lại, giữ vững tinh thần, thẳng không kêu, bại không nản. Thái độ kim nhương sẽ giúp cho may mắn của bạn được duy trì lâu dài. Khi đó, bạn cũng có thể sản xuất đưa ra lựa chọn và không lo bị tục hậu so với lớp trẻ. Cũng cần lưu ý rằng, bạch hổ rình rập mang tới điềm bảo kẻ tiểu nhân quẩy nhiễu. Sức ảnh hưởng của hung tinh này tuy không lớn trước những các khí bạn đang được hưởng, nhưng nó vẫn có thể quẩy động, tạo sóng ngầm. Hãy thận trọng với những người xung quanh. Đừng vội tình lời nịnh bợ, bỏ ngoài tai rắc rối thị phi, làm tới đâu sẽ nhìn thấy ngay thành quả tới đó. 2. Luận về phương diện tài chính Tháng này công việc của người tuổi mùi thuận lợi nên không có lý do gì mà tiền bạc lại giảm sút được. Bước sang tháng đình mạo, bản mệnh được tài tình, thực thần, chiếu mệnh, tài chỉnh dạy cỏ thu hoạch bất ngờ, làm công ăn lương thì được đền đáp thành quả xứng đáng, đầu tư kinh doanh cực mát tay. Sức mạnh của tam hợp và quan đợi còn mang tới quyền quy mạnh mẽ, không chỉ thúc đẩy công danh sáng lạng mà cả tài lộc cũng nhiều điểm sáng. Các mối quan hệ công việc tốt đẹp sẽ mang tới cho con giáp này khoản lợi nhuận vô cùng trũng rỉnh. Người làm công ăn lưng hoàn toàn có thể kề cao gói ngủ, công việc tuy nhiều nhưng mọi thứ đều tiến triển trò chạy vào nguồn ổn định, bạn không cần phải lao tâm khổ tử nhiều mà hiệu sức lại tăng cao. Một khi công việc thuận lợi, bạn tự tin đề sức tăng lương, tăng mức thưởng hoàn toàn là có căn cứ thuyết phục. Sự khéo léo cũng mang tới cho những người làm kinh doanh nguồn khách hàng ổn định đây chính là thời điểm để bạn tận dụng triệt để các mối quan hệ tốt đã tạo lập trước đó. Rất có lời cho việc buôn bản đầu tư trong tháng. Tháng 2 âm lịch, cầu danh hay cầu tài đều dễ đạt được. Ý nguyện, người tuổi mùi hãy mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực yêu thích, mở ra cửa hàng kinh doanh, khởi nghiệp. Bước đầu có thể vẫn có đôi chút khó khăn, nhưng nếu sự nỗ lực, tương lai đảm bảo sẽ tươi sản. Lưu ý tháng này có bạch hổ hùng tình xuất hiện, bản mệnh trở nên khinh xuất, cần quản lý tuổi tiền chặt chẽ. Vận khí đèn tốt đẹp vẫn có thể xa xúc bất cứ lúc nào, nhất là khi bạn bị tiểu nhân đánh úp, thì tiền của rất có thể dễ thất thoát. Do đó, phải luôn sản xuất thận trọng hơn trong đầu tư, có chính kiến rõ ràng, đừng nghe và chạy theo phong trào. Như vậy, rủi ro sẽ rất cao. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Được tam hợp cục tác hợp nhân duyên của người tuổi mùi vô cùng hành thông phơi phới, đào hòa khỏe sắc, khung cảnh mùa xuân càng tô vẽ cho tình yêu thêm dạt dào. Mỗi quan hệ lửa đòi được thúc đẩy, tình cảm ngày càng hài hòa tốt đẹp. Nếu bản mệnh dành thêm thời gian quan tâm và chăm sóc đối phương, tình yêu ngày càng nồng nàn có thêm bước đột phá, thậm chí có thể tỉnh truyền kết hôn ngay trong tháng. Còn với người độc thân, đây cũng sẽ là một tháng rất thích hợp để tìm kiếm mạnh ghép phù hợp, theo đuổi hạnh phúc của mình. Nhân truyền tốt lành ung um ung um kéo tới, bản mệnh thao hồ lựa chọn đối tượng ưng ý, thuận lợi thì tình yêu cứ thể thăng hoa. Có điều, với một số con giáp người tuổi môi, vì đào hoa quả vườn nên dạy phản tác dụng, rất dễ rơi vào tình trạng mông lung về cảm giác. Vì thế mà ngày lắm mỏi tối nằm không, chưa thể chọn được người tương ứng, thậm chí còn bị đối phương hiểu nhầm rằng bạn đang đùa cợt với họ. Về lý thuyết, vận khí của bản mệnh được cục diện tử vi trong tháng ủng hộ là thế, nhưng thực tế diễn ra như thế nào, theo chiều hướng ra sao, chỉ có bạn mới có thể quyết định được nên con giáp này cần nghiêm túc suy nghĩ để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với mình ở thời điểm hiện tại. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tháng này, sức khỏe của những chú dê về cơ bản không có vấn đề nghiêm trọng. Thể trạng của con giáp này được đảm bảo, tinh thần thư thái gần như không có áp lực nào quá lớn nên bệnh tật tự lùi xa. Tuy sức khỏe tốt là vậy, nhưng trong tháng có bạch hổ hung tinh ảnh hưởng, vẫn cần phải chú ý dưỡng sinh bảo vệ cơ thể. Khi xuất hành đi xa, cần chủ động lịch trình, đi đứng thận trọng, tránh xảy ra va vẹt xe cộ, tai nạn bất ngờ. Bên cạnh đó cũng cần chú ý tới vấn đề ăn uống thường ngày. Tháng này có thực thần ghé thăm, người tuổi mùi liên tục được mời ăn uống tiệc tùng, vì thế mà thói quen ăn uống cũng có phần bị đảo lộn. Bạn nên chú ý ăn uống thanh đạm, hạn chế bia rượu và các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ. Có như vậy mới giảm thiểu áp lực lên dạ dày và hệ tiêu hóa. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi môi vào tháng 2 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi ất mùi, mệnh kim, năm sao kế đô, nữ sao thái dương khẩu quyết, có bước tiến mới, khó khăn lùi xa, gặt hải thành quả đáng mừng. Quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi hoài, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi tuất, màu sắc may mắn, màu cam, màu nâu. 2. Tuổi tinh mùi, mệnh thủy, năm sao thái bạch, nữ sao thái âm, khẩu quyết. Càng làm, càng hăng sai, sức sáng tạo mạnh mẽ, năng lực dễ dàng được ghi nhận. Quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi ngọ, tiểu nhân, tuổi tuất, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu bạc, màu trắng. 3. Tuổi kỷ mùi, mệnh hỏa, nam sao la hầu, nữ sao kẻ đô, khẩu quyết. Tài chính dễ có thu hoạch bất ngờ, nhiều khoản lợi nhuận rủng rỉnh. Quý nhân phù trợ tuổi hài, tuổi tỵ, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi sửu màu sắc may mắn, màu cam, màu xám. Bổn, tuổi tân mùi, mệnh thổ, năm sao kế đô, nợ sao thái dương, khẩu quyết, nhân duyên hành thông phơi phởi, đào hoa khoe sắc, tình yêu thêm dạt giao. Quý nhân phù trợ tuổi ngọ, tuổi mậu, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi tỷ, màu sắc may mắn, màu nâu, màu cà phê. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi thân. Vận khí trên đà tăng tốc, làm đầu hưởng đẩy. Tử vi tháng 2 âm lịch năm giáp thìn 2024 dự báo vận khí của những người sanh năm thân đang trên đà tăng tốc khá ổn định, bản mệnh làm đầu hưởng đẩy, càng chăm chỉ càng dễ được lợi. Công việc không có quá nhiều biến động, bạn xử lý ổn thỏa mọi vấn đề, các kế hoạch diễn ra êm đềm và đều đặn. Đồng nghiệp quỷ mệnh, cấp trên tin tưởng, hiệu suất công việc không có điềm bảo nào chê. Có người may mắn còn được quỹ nhân trợ lực. Nhìn chung, cơ hội để phát triển khá nhiều, song cũng tồn tại những thách thức nhất định mà bản mệnh không nên trở quen. Tài lộc khởi sắc cả chính tài và thử tài đều rất khả quan. Việc làm giàu nằm trong tầm tay, tham vọng cũng sẽ có nơi để thể hiện. Người làm đầu tư kinh doanh khá mắt tay nhờ nắm được xu thế và thị hiểu của thị trường, đảm bảo bản mệnh sẽ thu tiền đầy tuổi trong tháng này Tháng 2 âm lịch, nguyệt lệnh làm đất một dục bảo hiệu đào hoa trực rỡ cho thấy chuyện tình duyên khá thuận lợi. Người độc thân có đối tượng chủ động tiếp cận tình cảm vợ chồng khá hài hòa, gia đạo yên ấm, có thể đón tin vui con cái trong tháng. Có điều đào hoa vã vườn có thể là con dâu hai lưỡi gây ra những rắc rối tình cảm, tình tai ba phức tạp vẫn nên lưu tâm chú ý nhiều hơn. Sức khỏe dù không gặp tình trạng nguy cấp nào nhưng cũng nên duy trì thói quen sinh hoạt điều độ, tập thể dục đều đặn, trở nên mải mê với công việc mà bỏ bê cơ thể. Thời điểm bận rộn quá cũng nên chuỗi tới sức khỏe tinh thần, giải tỏa căng thẳng kịp thời thông qua việc nghỉ ngơi, thư giãn, hợp lý. Xem tử vi tháng 2 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi thân luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Tháng đinh mạo, hàng loạt các tin như dạy thân, tử vi và thiên vô xuất hiện dự báo một tháng công danh sự nghiệp có nhiều điểm sáng với con giáp này. Người tuổi thân đang trên đà tăng tốc khá ổn định, bản mệnh làm đầu hưởng đẩy, càng chăm chỉ càng dễ được lợi. Công việc gần như không có vấn đề nào có thể làm khó được bạn. Đôi khi cũng có đòi trước vướng mắt nhưng trở lực không quá lớn, còn giáp này ngay sau đó đã lấy lại tinh thần và xây chuyển tình thể một cách ngoạn mục theo hướng có lợi cho mình. Cách làm việc chắc chắn và thông minh giúp cho con giáp người tuổi thân xử lý ổn thỏa mọi việc các kế hoạch diễn ra êm đềm và đều đặn. Ngay cả những công việc tồn động trước đó đều được bạn giải quyết nhanh gọn, không còn để lại bất cứ mỗi nguy hại tiềm tàng nào. Những ý tưởng đóng góp của con giáp người tuổi thân cũng được đánh giá cao. Đường thăng tiễn càng thêm rộng mở, hơn thể nữa, những chú khỉ còn không ngần ngại giúp đỡ mọi người xung quanh khi có thể. Sự nhiệt tình này khiến bạn được nhiều người yêu mến, đồng nghiệp sẵn lòng giúp đỡ bạn ngay khi cần thiết. Tháng 2 âm lịch nếu gặp gỡ khách hàng, bàn bạc hợp đồng, mở rộng quan hệ, bản mệnh cũng dễ dàng gặp được may mắn nhờ cỏ nguyệt lệnh làm một dục hỗ trợ. Việc làm ăn thuận lợi không chỉ mang tới nguồn lợi nhuận, xứng đáng mà còn thúc đẩy danh tiếng của con giáp này trong giới. Nhìn chung, cơ hội để phát triển khá nhiều, song cũng tồn tại những thách thức nhất định mà con giáp này không nên chủ quan. Để mọi dự định, hoạt động kế hoạch được vận hành một cách trần tru, hạn chế sự cố. Bạn nên lập kế hoạch giảm sát, kiểm soát quá trình cẩn thận. Chỉ cần chăm chỉ, kiên trì, bạn có thể vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành công. Ngoài ra, con giáp người tuổi thân cũng nên cố gắng khắc phục sự nóng nảy, thiếu kiên trì của mình, nhất là trong những công việc thường ngày mang tính chất lặp đi lặp lại. Việc mình mình làm, và đã làm thì phải làm cho ra kết quả, trở vội bỏ qua theo hưởng thủ nhất thời, kẻo bạn sẽ bị đánh giá là thiểu chuyên nghiệp. 2. Luận về phương diện tài chính Bước sang tháng 2 âm lịch năm 2024, may mắn cũng sẽ ghé thăm phương diện tiền tài của con giáp người tuổi thân. Sự xuất hiện của chính tài và bộ đòi các tinh thiên vô giải thần cho thấy – con đường tiền bạc của con giáp này đang cực kỳ khởi sắc, theo đà công việc thuận lợi, các khoản thu nhập của người tuổi thân vô cùng rủng rỉnh, càng làm, càng dễ thu, bội thu về tiền bạc. Con giáp này có nhiều nguồn thu linh hoạt chứ không phụ thuộc vào bất cứ việc gì. Người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương hay tăng thưởng bởi những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này. Bản mệnh được chỉ lỗi dẫn đường cho tìm thấy lối đi phù hợp nhất với mình trong thời điểm sắp tới. Việc làm giàu nằm trong tầm tay, tham vọng cũng sẽ có nơi để thể hiện. Với những bạn làm kinh doanh thì đây là một tháng khá bận rộn với những đơn hàng tới tấp bay về. Rất may là bạn thể hiện khả năng mắt tay nhờ nắm bắt xu thể và thị hiểu của thị trường, cũng đoán được đúng thời cơ nên cạnh tranh may mắn là thực lực chẳng ai vượt qua được đảm bảo bản mệnh sẽ thu tiền đầy tuổi trong tháng này. Với những ai đang ấp ủ ý định khởi nghiệp hay tự kinh doanh riêng, tháng này khá phù hợp để bắt đầu. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tiến hành từ quy mô nhỏ lẻ. Trước hết nên thăm dò thị trường một thời gian, sau đó đã quen rồi thì bắt đầu mở rộng cũng chưa muộn. Càng làm chậm nhưng mà chắc sẽ mang lại hiệu quả cao. 3 luận về phương diện tình cảm gia đạo. Xét về phương diện tình duyên, tháng này được nguyệt lệnh làm một dục nâng đỡ, mối quan hệ nhân duyên, tình cảm của con giáp người tuổi thân khá thuận lợi. Đào hoa khoe sắc, tình cảm có chuyển biến bất ngờ, nhất là người độc thân. Nhân duyên khác phải vô cùng thuận lợi, bản mệnh đi đâu cũng có người yêu kẻ mến, bạn không cần chủ động cũng có người tự tìm tới làm quen, mong muốn tìm hiểu, đi tới mối quan hệ nghiêm túc hoặc có thể thông qua may mối của gia đình, bạn bè dễ tìm thấy đối tượng phù hợp. Tình cảm vợ chồng hài hòa, gia đạo yên ổn, các cặp vợ chồng đang mong ngóng cũng có thể đón tin vui con cái trong tháng nay. Có điều, đào hoa, quả vườn có thể là con giàu hai lưỡi gây ra những rắc rối tình cảm tình tài bà phức tạp, rạn nứt gia đình, nhất là với những người đã kết hôn, nên bạn vẫn cần lưu tâm chú ý. Vì thế nhắc nhở còn giáp người tuổi thân, làm gì cũng suy nghĩ chỉnh chắn, nghiêm cẩn giữ mình, nếu là người đã có nơi có trốn, bạn cần phải tự biết tạo cảm giác an toàn cho nửa kia bằng cách hạn chế bớt các mối quan hệ xã giao, đưa ra ranh giới rõ ràng với người khác phải để tránh chuyện hiểu lầm phiền phức rắc rối. Đừng vì một phút bốc đồng mà phải đánh đổi bằng hạnh phúc đích thực. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tháng 2 âm lịch năm 2024, còn giáp người tuổi thân có thể yên tâm về vấn đề sức khỏe của mình. Trong tháng cỏ chạy thần các tinh trợ mệnh, sức khỏe không có gì đáng ngại. Nếu có, cũng chỉ là vài triệu chứng bệnh vật. Gặp hùng hỏa cát. Dù vậy, bạn vẫn nên duy trì thói quen sinh hoạt điều độ, tập thể dục điều đặn, trở nên mãi mê với công việc mà bỏ bê cơ thể. Cần chú ý áp dụng các biện pháp dưỡng sinh theo mùa để tăng cường sức khỏe. Thời điểm bận rộn quả cũng nên chú ý sức khỏe tinh thần, giải tỏa căng thẳng kịp thời thông qua việc nghỉ ngơi, thư giãn, hợp lý. Cảm nang vượng vận cho từng tuổi thân vào tháng 2 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi Bính Thân, sinh năm 1956, Mệnh Hỏa, nam sao phân hưởng nữ sao la hầu khẩu quyết công việc làm đâu hưởng đẩy làm càng chăm chỉ càng dễ được hưởng lại. quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi thân tiểu nhân tuổi tuất tuổi ngọ màu sắc may mắn màu cam màu nâu hai tuổi màu thân sinh năm 1968 mệnh thổ nam sao thủy diệu nữ sao mộc đức khẩu quyết cách làm việc chắc chắn và thông minh, các kế hoạch diễn ra êm đềm. Quý nhân phù trợ tuổi môi, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi mão, tuổi sửu, màu sắc may mắn màu hồng, màu đỏ. 3. Tuổi canh thân, sinh năm 1980, mệnh mộc. Nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết, các khoản thu nhập vô cùng rủng rỉnh, làm càng nhiều càng dễ vội thu. Quý nhân phù trợ tuổi hợi, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi tuốt, tuổi giàu, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu xanh dương. 4. Tuổi nhâm thân sinh năm 1992, mệnh kim, năm sao phân hưởng, nữ sao la hầu, khẩu quyết. Các mối nhân duyên tình cảm khá thuận lợi, đào hoa, khoe sắc. Quý nhân phù trợ, tuổi môi, tuổi tỵ tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi sổ, màu sắc may mắn, màu nâu, màu đen. 5. Tuổi giáp thân, mệnh thủy, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết. Sức khỏe không có gì đáng ngại, gặp hùng, hóa cát, chú ý dưỡng sinh theo mùa. Quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi hài, tiểu nhân, tuổi tỷ, tuổi môi, màu sắc may mắn, màu bạc, màu xanh lá. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi giàu, tháng mới có nhiều biến động, kế hoạch bị đảo lộn. Phận trình tháng đinh mão 2024 của những chủ ga có nhiều biển động, cục diện tương xung chẳng những khiến các kế hoạch dự tính bị đảo lộn mà tiềm ẩn cả nguy cơ tiểu nhân quấy phá đâm sau lưng thì phi bộ quay. Công việc trong tháng mới có chiều hướng lao dốc, hiệu suất và tinh thần giảm sút. Bản mệnh người tuổi giàu thường xuyên phải đối mặt với những cạnh tranh cả trong nội bộ lẫn bên ngoài. Nhìn chung, áp lực trên vai của con dắp này không hề nhỏ. Tuy nhiên, nếu có thể giữ vững ý chí, thấy khó không nặng, khoảng cuối tháng sẽ có cơ hội trở mình dưới sự trợ giúp của các các tinh. Tài lộc vẫn chưa có thấy dấu hiệu khởi sắc nào, hung tin tác động còn dễ dẫn tới nguy cơ hao tài. Bản mệnh kiếm được nhưng thất thoát cũng không ít, tiền vào rồi ra, khó tích lũy được nhiều kinh doanh buôn bán gặp nhiều khó khăn, dễ bị đối thủ cạnh tranh, thị trường bão hòa. Bạn nên có nhận tính toán đổi mới để lấy lại vị thế cho mình. Thẳng đinh mạo, truyền tình cảm của những chú ga nếu có thể giữ vững ở mức bình ổn đã là điều may mắn. Chở vội vàng, câu những điều lớn lao hơn mà đốt chảy giai đoạn kẹo có thể phản tác dụng. Các cặp đôi đề phòng có kẻ thứ ba chèn ngang, phá hoại người độc thân vẫn có nhiều trục trặc do cảm xúc thất thường, yêu đương tùy hứng. Về phương diện sức khỏe cũng có khá nhiều điều cần lưu tâm. Tháng này, bạn nên chú ý giải tỏa tinh thần kịp thời để tháo gỡ suy tư do áp lực công việc tiền bạc. Ngoài ra, người tuổi giàu tốt nhất nên hạn chế đi xa trong trường hợp bắt buộc, nên chọn ngày tốt, hưởng vượng để xuất hành cho thuận lợi xem tử vi tháng 2 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi dậu luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp Bước sang tháng 2 âm lịch tức tháng đinh mẫu những chủ gà phạm cục diện tương xung thải tuệ nên phận trình sự nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề tâm lý bất an, dễ trảnh mạng. Quá trình làm việc pháp phải nhiều trở lực nên kết quả cũng chưa đâu vào đâu. Tháng nay, các kế hoạch bị đảo lộn, thường xuyên có nhận sự cố, sai sót nửa chân. Bản mệnh tổn thêm nhiều thời gian công sức để khắc phục, việc thi cử liên tục dồn tới không lúc nào nghỉ ngơi. Cảm giác làm mãi không biết việc càng khiến cho con giáp này nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực, bể tắc Thời điểm hiện tại, các mối quan hệ nhân duyên của bạn đi xuống tiêm ẩn nguy cơ có tiểu nhân rình rập khắp nơi. Điều này cũng đè nản tinh thần khiến bạn không có nhiều hưởng thụ khi làm việc. Bạn mệnh người tuổi dậu thường xuyên phải đối mặt với sự cạnh tranh cả trong nội bộ lẫn bên ngoài. Bên trong thì đồng nghiệp thường bằng mặt không bằng lòng. Trước mặt thì sợ lợi nhưng sau lưng lại có thể nói xấu đâm trọt nhau do ghen ghét. Bên ngoài thì người tuổi này có thể bị đối thủ cạnh tranh, dở nhiều trò thủ đoạn cản đường mà cản trở sự phát triển. Tất cả những điều này nhắc nhở người xanh năm dậu nên chú ý tới cách cư xử của mình trong phạm vi công việc. Bạn trở nên ôm tâm lý hơn thua tranh cãi tới cùng, bởi sau cùng chính bạn cũng chẳng được lợi lộc gì. Khi cỏ bất đồng ý kiến, tốt nhất nên dùng cách thức khéo léo, uyển chuyển để bày tỏ quan điểm của mình, chứ không phải thích nói gì thì nói, càng khiển mâu thuẫn càng ngày càng lớn hơn. Nếu bạn không hành xử một cách bình tĩnh sáng suốt hoặc không lấy đại cục làm trọng, người tuổi dậu rất dễ bị tai tiếng thị phi, nghiêm trọng còn mất vị trí mong ước. Nhìn chung, tháng 2 âm lịch áp lực trên vai còn giáp này không hề nhỏ. Tuy nhiên, nếu có thể giữ vững ý chí, thấy khó khăn mà không nặng vào khoảng cuối tháng 2 âm lịch, nhờ có Nguyệt lệnh làm Trường Sinh và các tình hổ vật làm tăng đôi phần các kỹ, lúc ấy khó khăn nguy cấp có người ứng phó kịp thời, sẽ có cơ hội trở mình. Bản mệnh hãy thử nhìn sự việc theo góc độ và khía cạnh khác nhau hướng tới những điều thuận lợi, tốt đẹp hơn. Khi ấy bạn thay đổi tâm thái, bạn sẽ phát hiện ra mọi việc cũng không hay khó khăn như mình đã nghĩ. 2. Luận về phương diện tài chính Do triệu tác động của tương xung, đặc biệt là hung tinh đại hào nhập mệnh, nền tài lộc của con giáp người tuổi dậu đứng trước nhiều nguy cơ. Theo đó, bạn làm gì cũng phải thận trọng, suy tĩnh trước sau để giảm thiểu rủi ro chỉ một phút sơ sẩy cũng có thể khiến bạn phải trả giá đắt. Dù có nguyệt lệnh làm Trường Sinh hỗ trợ, bạn vẫn có khả năng kiếm tiền nhưng hao tổn cũng rất nhanh. Nhiều thời điểm, tiền vừa vào cửa trước đã vội đi ra cửa sau, rất khó tích lũy. Người làm công ăn lương tuy thu nhập vẫn ổn định nhờ nguồn lương điều đặn hàng tháng, nhưng trong tháng này sẽ phát sinh nhiều chi phí bất ngờ khiến bạn một phèn trao đảo, thậm chí rơi vào tình trạng vay mượn mới có thể cổ cầm cự. Ngoài ra, có thể thấy nguồn thu nhập chủ yếu vẫn dựa vào công việc chính hiện tại. Bạn nên tập trung làm tốt công việc chính, tránh âm đơm quá nhiều việc, kẻo việc gì cũng nửa vơi. Đối với người làm kinh doanh, tình hình buôn bản cũng gặp nhiều khó khăn do thị trường ngày càng bão hoa. Còn giáp người tuổi dậu cũng phải chịu nhiều chiêu trò cạnh tranh từ đối thủ, những kẻ ghen ăn tức ở, bạn nên có những tính toán đổi mới để lấy lại vị thế. Những kế hoạch đầu tư tốt nhất nên tạm gác lại hoặc có sự tính toán cẩn thận hơn. Bán mệnh, dù có tiền dư giả trong tay cũng trở nên bốc đông Ma đổ tiền khi chưa hề tìm hiểu kỹ thông tin. Thời buổi khó khăn, làm ăn khó khăn, và khả năng cao bị bù lỗ. Làm gì cũng phải hết sức tỉnh tảo, thận trọng, không nên tình người thái quả kèo rước họa vào thân. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Chuyện tình cảm của những chú gà khi bước sang tháng đinh mạo không mấy lý tưởng. Tháng này, mọi thứ nếu có giữ vỡ vị mức ổn định đã là điều may mắn, Chớ vội mong cầu những điều lớn lao hơn mà đốt cháy giai đoạn có thể phản tác dụng. Chỉnh tâm lý bất ổn, thất thường của con giáp người tuổi dậu cũng là một nguyên nhân khiến cho mối quan hệ của bạn có phần trao đảo, có thể vì áp lực từ nhiều vấn đề khiến bạn nóng lạnh, giận hờn vô cớ, nhưng cũng không có nghĩa là được trút những cảm xúc tiêu cực đó lên nữa kia. Điều đó chỉ gây ra những mâu thuẫn xung đột khiến gia đạo bất ổn lưu ý rằng tháng 2 âm lịch năm giáp thìn 2024 có thể xuất hiện đào hoa dữ là điềm bảo có kẻ thứ ba xuất hiện phá hoại. Các cặp đôi dù có giận hơn, chiến tranh lành cũng không nên tìm tới người ngoài kẹo sai phạm, khó sở chữa. Trong khi đó, những người độc thân cũng khó tìm thấy hạnh phúc của mình ở thời điểm hiện tại. Chủ yếu do bạn không mấy hăng hái với việc tìm hiểu yêu đương với ai đó. Còn giáp này có xu hướng khép mình, ngại xã giao hay mở rộng quan hệ. Chỉ muốn tập trung vào công việc vì thế mà chuyện yêu đương chưa có tiến triển gì mới. 4. Luận về phương diện sức khỏe Cục diện tử vi khi bước sang tháng đinh mão nhắc nhở những chú gà nên chú ý chăm sóc sức khỏe cẩn thận. Tinh thần căng thẳng, có nhiều lo âu khiến bạn rất dễ bị chết. Tình trạng này kéo dài có thể dẫn tới việc mất ngủ, ăn ngủ không ngon, giảm cân. Còn giáp này nên chú ý giải tỏa tinh thần kịp thời để thảo gỡ suy tư do áp lực công việc tiền bạc. Trong cuộc sống hàng ngày, bản mệnh nên tăng cường, tập luyện thể dục, thể thao, uống nhiều nước pha ăn trái cây có nhiều vitamin C để tăng cường sức đề kháng cho mình, giảm nguy cơ mắc bệnh tật. Ngoài ra, hạn chế đi đường xa trong trường hợp bắt buộc nên chọn ngày tốt hưởng vượng để xuất hành cho thuận lợi. Cảm nang phượng phận cho từng tuổi dậu vào tháng 2 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi tinh dậu sinh năm 1957 mệnh hỏa, năm sao thái dương, nữ sao thổ tủ khẩu quyết, tâm lý bất an, dễ chảnh mãn quá trình làm việc vấp phải nhiều trở lực. Quý nhân phù trợ tuổi tuất, tuổi mão, tiểu nhân tuổi thân, tuổi dậu, màu sắc may mắn, màu nâu, màu hồng. 2 tuổi kỷ dậu sinh năm 1969 mệnh thổ nam sao thổ tú nữ sao phân hận khẩu quyết nên chú ý tới cách cư xử của mình trong công việc trở nên hơn thua quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi mạo tiểu nhân tuổi thân tuổi ngọ màu sắc may mắn màu cam màu vàng ba tuổi tân dậu sinh năm 1981 mệnh mộc nam sao thái âm nữ sao thái bạch khẩu quyết xuất hiện đào hoa dữ đề phong kẻ thứ ba xen ngang phá hoại quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi hợi tiểu nhân tuổi tý tuổi mão màu. màu sắc may mắn màu xanh ngọc màu tím bốn tuổi quỷ dậu sinh năm 1993 mệnh kim nam sao thái dương nữ sao thổ tủ khẩu quyết chú ý chăm sóc sức khỏe cẩn thận hơn giải tỏa tinh thần căng thẳng quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi thân tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi mùi, màu sắc may mắn, màu hồng, màu vàng nhạt. Năm tuổi ất dậu mệnh thủy nam sao thổ tủ nữ sao phân hở khẩu quyết tài chỉnh đứng trước nhiều nguy cơ làm gì cũng phải tỉnh toán cẩn thận quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi tỵ tiểu nhân tuổi thân tuổi sửu màu sắc may mắn màu trắng màu xám tử vi tháng 2 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi tuất có hôn có cát nên duy trì tâm lý ổn định vận trình của người tuổi tuất khi bước sang tháng tinh mạo có hùng có cát có thăng, có trầm sẽ có một số thay đổi và thách thức trong sự nghiệp tài chính và các mối quan hệ đòi hỏi con giáp này phải duy trì tâm lý ổn định để có thể dũng cảm đối mặt với mọi vấn đề tốt xấu xảy ra được lục hợp trọng lưng, người tuổi tuất lại có nhiều hung tin rình rập, còn việc trước thuận sau nghịch, làm gì cũng phải nhìn trước ngõ sau. Tỉnh toán và kiểm tra cẩn thận để tránh sai một ly đi một dặm. Tuy hung hiểm tiềm tàng nhưng vẫn có quý nhân nâng đỡ, bản mệnh người tuổi này có thể tận dụng cơ hội thừa thẳng sông lên. Tài chính duy trì ở mức ổn định, Thù chi cần đổi, làm ăn buôn bản túc tắc phận cỏ hưởng lộc trời ban nhưng chưa nhiều lắm. Lúc khó khăn, cần kiên trì, đừng bỏ dở giữa chân. Đề phòng tiểu hào cản trở đường làm ăn, cẩn trọng trong hợp tác với những người không hợp mệnh, kẻo gặp tình huống bị trở mặt, lừa lọc. Phương diện tình cảm gia đạo lại khả sản. Tháng nay, người tuổi tuốt có đào hoa nhập mệnh, thích hợp cho người độc thân tìm nửa kia. Các cặp đôi cũng có thể tỉnh chuyện kết hôn. Nguyệt lệnh làm dưỡng rất thuận lợi cho các cặp vợ chồng phung vẽn máy ấm gia đình. Khi mà cả hai đồng lòng thì không sống gió nào có thể phá hoại hạnh phúc của bạn. Sức khỏe, bình ổn, không có triệu chứng bệnh tật nào phải lo lắng. Một số triệu chứng khó chịu thường ngày hay mắc phải như đau đầu, ngủ không sầu giấc sẽ biến mất nếu bạn tiếp tục cân bằng được trạng thái tâm lý, giữ tinh thần thoải mái. Xem tử vi tháng 2 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi tuất luận về các phương diện trong cuộc sống. Một Luận về phương diện công danh, sự nghiệp Tháng 2 âm lịch này có lục học thải tuệ vẫn trên sự nghiệp của người tuổi tuốt có chiều hưởng khởi sắc. Công việc tuy nhiều nhưng không tới mức phức tạp, bản mệnh chỉ cần làm đúng theo kế hoạch đã đề ra, mọi việc sẽ trò chảy. Tuy nhiên, nhiều hung tinh như thiên hình và thường quan tác động, bảo hiệu trong các tàn hung đen thuận lợi vẫn có thể đảo chiều xa xúc bất ngờ. Điều đó có nghĩa là bạn nên chậm lại mọi thứ, không được nóng vội, làm tới đâu phải chắc tới đấy. Ngoài ra cũng nên tập trung vào việc học hỏi cải thiện bản thân. Còn giáp người tuổi tuất nên nhớ rằng có thăng có trầm mới là cuộc sống, không tự dưng lên trời mà miễn bánh thơm ngon rơi xuống. Mọi thành quả tốt lành đều phải trả giá bằng sự nỗ lực. Có làm mới có ăn, khi chưa phấn động hết mình thì đừng bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì tốt lành nào. Tháng 2 âm lịch bạn nên đề cao sự cẩn trọng, làm gì cũng phải nhìn trước ngõ sau, tính toán kiểm tra cẩn thận để tránh sai một ly đi một dặm. Lúc rảnh rỗi nên tranh thủ tích lũy thêm kinh nghiệm, để khi gặp sóng gió cũng có phổng liến kịp thời ứng biến. Đầu tháng có thể coi là thời điểm dễ thở nhất, bạn có quý nhân nâng đỡ, nếu biết tận dụng cơ hội này thừa thẳng sông lên thì có thể bớt đi rất nhiều vất vả và nguy cơ tiềm tàng nào vào giai đoạn của tháng thời điểm này bạn phải luôn tỉnh táo để nắm bắt cơ hội khi nó đến cũng được như giải quyết những rắc rối bất ngờ Nguyệt lệnh làm đất dưỡng nếu có ý định quan trọng nào như khởi nghiệp, làm ăn lẫn, bạn nên dành thời gian quan sát tính toán thêm. Tháng này thích hợp để án binh bất động, chuẩn bị sẵn sàng hơn là nóng vòi đốt trải giai đoạn, chậm mà phận chắc. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý thái độ hành xử. Do cỏ thiên hình có thể thúc đẩy bản tĩnh cao ngạo tiềm tàng bên trong bạn, được dịp tung hoành, rất dễ làm mít lòng người khác qua những va trạm đơn giản hàng ngày. Giữ mối quan hệ tốt đẹp, dĩ hòa di quý với đồng nghiệp sẽ hạn chế cho bạn rất nhiều những cạnh tranh đấu đá ngầm không đáng. 2. Luận về phương diện tài chính Dự đoạn phương diện tài lộc của người tuổi tuốt về cơ bản vẫn ổn định, có đồng ra đồng vào, nhưng bạn biết cân đổi thu chi, chăm chỉ làm ăn nên vẫn được hưởng lộc trời ban lục hợp xuất hiện sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các thương phụ ký kết hợp đồng, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều có thể diễn ra xuân sẻ. Nhất là với những người làm kinh doanh buôn bản, nhờ vào nhân duyên tốt lành mà việc bán hàng cũng tốt hơn nhiều phần. Mở rộng quy mô kinh doanh không phải là việc gì quá khó, nếu thuận lợi thì lợi nhuận ngày càng tăng cao tuy nhiên tháng này người tổ tuất cần đặc biệt lưu ý với tiểu hao càng về của tháng càng có nhiều biển động mạnh hung tinh này có thể khiến cho bản mệnh gặp phải họa phá tài cản trở đường làm ăn tiền bạc dù vẫn kiếm được nhưng cũng không giữ được trong tay nếu không thì cũng phải móc tiền tuổi ra giải quyết hậu quả người làm công ăn lương hay kinh doanh đều có kế hoạch chi tiêu rõ ràng khoa học tránh tình trạng nai lại mai lộ, tiền vào tuổi rồi lại ra ngay, khó tích lũy sổ phụng lớn để mở rộng làm ăn. Dù nhân duyên tốt thúc đẩy các mối quan hệ phát triển, nhưng bạn cũng nên thận trọng trong hợp tác với những người không hợp mệnh, kẻo gặp tình huống trở mặt lừa lọc. Thời điểm ký kết hợp đồng giao dịch tiền bạc phải đọc kỹ các điều khoản đề phòng có sự nhầm lẫn hoặc cái bẫy ngầm. Tiểu nhân vẫn cũng có những vấn đề tiềm tàng luôn đợi bạn sơ hở để tìm cách lừa đảo chiếm đoạt những gì bạn đang có. Thế nên, bạn mệnh cần tỉnh táo hơn trong các mối quan hệ xã giao. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Bước sang tháng 2 âm lịch trải ngược với những bấp bênh trong sự nghiệp và tiền bạc. Con đường tình cảm của người tuổi tuất lại khả sáng. Lục hợp bảo hiệu có đào hoa nhập mệnh rất tốt cho các mối quan hệ tình cảm của bản mệnh. Các cặp đôi, tình cảm của hai bạn đang tiến triển theo hướng tích cực, cả hai luôn thấu hiểu cho nhau, sự đồng đều khiến hai người có thể bên nhau cùng vượt qua mọi sóng gió. Đây có thể coi là giai đoạn vô cùng mặn nồng, ngọt ngào của tình yêu, nên hoàn toàn có thể tính tới chuyện trăm năm. Còn với các cặp vợ chồng, bản mệnh này luôn biết cách phùng vẹn gia đình lại vui vẻ chân thành nên đời sống hàng ngày luôn ngập tràn tiễn cười ấm áp dù giữa vợ chồng đôi khi vẫn xảy ra xung đột bất đồng nhưng bạn chủ động giảng hòa hoặc tìm cách hâm nóng tình cảm để hạnh phúc luôn lâu bền gia đình bản mệnh có thể đón hệ sự liên tiếp không khí gia đạo vui tươi đam ẩm. người độc thân cũng tăng thêm sức hút cá nhân bạn dễ dàng thu hút người khác giới Thời gian này hãy chủ động mở rộng các mối quan hệ cũng như mở rộng trái tim để dễ dàng đón nhận tình cảm. Các mỗi nhân duyên tốt đẹp hơn thì bạn sẽ sớm chấm dứt kiếp độc thân đeo bám. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tình hình sức khỏe của người tuổi tuốt trong tháng đinh mão này vẫn duy trì ở mức ổn định, gần như không có triệu chứng bệnh tật nào phải lo lắng. Dù đôi khi công việc bận rộn, áp lực cuộc sống đè lên vai, nhưng bạn luôn biết cách giải tỏa căng thẳng cho bản thân, không để sức khỏe bị ảnh hưởng. Một số triệu chứng khó chịu thường hay mắc phải như đau đầu, ngủ không sâu giấc sẽ biến mất nếu bạn tiếp tục cân bằng được trạng thái tâm lý, giữ tinh thần thoải mái cho mình. Cảm nang vững vận cho tầng tuổi tuất vào tháng 2 âm lịch năm 2024 như sau một Tuổi màu thuốc, mạnh mộc năm sao thái bạch nợ sao thái âm khẩu quyết công việc tuy nhiều nhưng không phức tạp làm theo kế hoạch sẽ tròi trải quý nhân phù trợ tuổi mạo tuổi dân tiểu nhân tuổi thân tuổi tỵ màu sắc may mắn màu cam màu ghi hai tuổi canh tuất sinh năm 1970 mệnh kim nam sao la hầu nữ sao kẻ đô khẩu quyết đề cao sự cẩn trọng, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau. Quý nhân phù trợ tuổi ngọ, tuổi thân, tiểu nhân tuổi thân, tuổi sửu, màu sắc may mắn màu trắng, màu xanh lam. 3. Tuổi nhằm tuất, sinh năm 1982, mệnh thủy, nam sao kế đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết, tài lộc ổn định, có đồng ra đồng vào, nhưng bạn biết cách cân đổi thu chi quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi hài, tiểu nhân, tuổi dần, tuổi giàu, màu sắc may mắn, màu xám, màu tím. 4. Tuổi giáp tuất, sinh năm 1994, mệnh hỏa, nam sao thái bạch, nữ sao thái âm, khẩu quyết, đào hoa nhập mệnh rất tốt cho các mối quan hệ tình cảm. Quý nhân phù trợ, tuổi môi, tuổi giàu, tiểu nhân, tuổi sậu, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu hồng, màu đỏ. Nam tuổi, bính tuất mạnh thổ, nam sao la hầu, nữ sao kẻ đô, khó quyết. Sức khỏe ổn định, gần như không có triệu chứng bệnh tật nào phải lo lắng. Quý nhân phù trợ tuổi mão, tuổi ngọ, tiểu nhân, tuổi môi, tuổi tỵ màu sắc may mắn, màu cam, màu vàng. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi hợi trên đà tăng trưởng, mạnh dạn tiến về phía trước, Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2024 này cho biết vận trình của những người sinh năm hợi vẫn đang trên đà tăng trưởng ổn định. Với nhiều tín hiệu tử vi tích cực ủng hộ nên bạn tiến về phía trước mạnh dạn. Vận may sự nghiệp của người tuổi hợi trong tháng này rất tốt, bạn có thể nhận được một số cơ hội phát triển nghề nghiệp như thăng chức, tăng lương hoặc chuyển sang các vị trí có tiềm năng cao hơn. Tuy nhiên, bạn cũng có phải đối mặt với những vấn đề kèm theo khi điều chuyển nhân sự hoặc gặp xáo trộn về tổ chức. Tháng này cần thắt chặt sự hợp tác và các mối quan hệ công việc. Tài chính ổn định cũng có thể được coi là dư giả, nhưng nguồn thu chủ đạo của bạn vẫn là công việc hiện tại, vì thế nên tập trung phát triển hơn là ôm đơm nhiều việc lặt và khác các kế hoạch hợp tác làm ăn diễn ra nhẹ nhàng, nhiều chuyển biến tích cực, bạn có thể yên tâm duy trì hoạt động buôn bán kinh doanh hiện tại. Về mặt tình cảm, con giáp người tuổi hợi cần chủ động hơn trong các mối quan hệ, dành nhiều thời gian cho gia đình, quan tâm vợ, chồng, con cái và cha mẹ, họ hàng thân thiết. Vận đào hoa của người độc thân cũng dần vượng, nhân dịp này nên chủ động hơn trong các mối quan hệ xã giao sẽ tăng cơ hội gặp được người ưng thuận. Tháng này vẫn cần lưu ý có hung tinh ngũ quỷ gây tai nạn bất ngờ như tuổi hài, cẩn trọng, kẹo gặp hòa, huyết quang và chạm bất ngờ. Xem tử vi tháng 2 âm lịch năm 2024, cô còn giáp người tuổi hài luận về các phương diện trong cuộc sống một luận về phương diện công danh sự nghiệp con đường sự nghiệp của người tuổi hợi trong tháng này do có tam hợp trọng lưng lại thêm các tình chính quan trở về công danh chiếu mệnh nên con đường sự nghiệp khá sáng làng thậm chí đạt nhiều thành tích khiến người khác phải ngưỡng mộ Nguyệt lệnh làm thai cũng bảo hiệu các kế hoạch còn việc dần đi vào giai đoạn ổn định, tăng trưởng đều đặn, mọi vấn đề đều đã được giải quyết ổn thỏa, mọi việc diễn ra đúng như dự toán của bản mệnh, vận trình hành thông, đầy hứa hẹn. Với nhiều biểu hiện xuất sắc của mình, còn giáp ngư tuổi Hợi có thể sẽ được cấp trên giao phó thêm trọng trách, hãy nỗ lực thể hiện, bởi đây là cơ hội để bạn thăng tiến đẩy. Càng chủ động bao nhiêu, bạn càng dễ gặp may bảy nhiêu. Điềm bảo tử vi cho thấy con giáp này có thể nhận được một số cơ hội phát triển nghề nghiệp như thăng chức tăng lương hoặc chuyển sang vị trí có tiềm năng cao hơn. Tuy nhiên, bạn cũng có thể phải đối mặt với những vấn đề kèm theo khi điều chuyển nhân sự hoặc gặp xảo trộn về tổ chức. Thời gian đầu có thể hơi lũng tủng vì chưa quen, nhưng nếu giữ được bình tĩnh và tích cực học hỏi thì mọi chuyện lại sớm đâu vào đấy. Tháng 2 âm lịch cần thắt chặt sự hợp tác với các mối quan hệ công việc thì sẽ có lợi cho bạn. Người tuổi hợi nên tận dụng các khí từ tam hợp để củng cố và mở rộng các mối quan hệ xã giao. Nếu biết tận dụng sức mạnh tập thể, bạn sẽ dễ dàng chạm tay tới thành công. Dù có nhiều mặt thuận lợi, nhưng người tuổi hợi không nên vì thể mà sinh ra chủ quan, suy nghĩ cuộc sống quá màu hồng, nhất là khi hung tinh ngũ quỷ rình rập là điềm bảo có tiểu nhân tiềm tàng. Trong tháng, người làm công chức phong phong cần lưu ý chuyện xích mít thị phi trong nhóm. Mỗi bất hòa âm ỉ lâu ngày chỉ đợi có dịp là bùng phát. Khiến công việc đi xuống, tâm trạng không được giải quyết mà quan hệ đồng nghiệp không được vui vẻ. Dù vậy, bạn cũng đừng quá lo lắng với bản lĩnh và sự lanh lợi của mình, cộng thêm chút may mắn về thời vận, bản mệnh sẽ có đủ khéo léo để xử lý mọi việc đầu ra đó, thu về kết quả khả quan. 2. Luận về phương diện tài chính Tháng nay, người tuổi hại có tài vận khá lý tưởng. Tháng tam hợp thái tuệ mang lại cho bạn khá nhiều phận may liên quan tới con đường tài lộc với người làm công ăn lương, nguồn thu nhập vẫn rất ổn định. Nhiều người may mắn còn có thể coi là dư giả, nhưng nguồn thu chủ đạo của bạn vẫn là công việc hiện tại. Vì thế nên tập trung phát triển hơn là âm đầm nhiều việc lặt và khác. Tháng nay, bạn có thể được giới thiệu thêm công việc tài trải để cải thiện thu nhập. Đây là cơ hội đáng để suy nghĩ, nhưng bạn vẫn nên căn cứ vào năng lực thời gian của mình để cân nhắc bạn cũng có thể tìm cơ hội ngay trong công việc hiện tại. Tiềm năng khai phá vẫn còn rất nhiều, chỉ cần bạn đào sâu tìm hiểu. Với người làm kinh doanh, các kế hoạch hợp tác làm ăn diễn ra nhẹ nhàng, nhiều chuyển biện tích cực. Bạn có thể yên tâm duy trì hoạt động buôn bản kinh doanh hiện tại. Nhờ các mối quan hệ nhân duyên tốt đẹp trong tháng, hầu hết các mối quan hệ tiền bạc của con giáp này đều đến từ những người xung quanh qua đó bạn có thể củng cổ vững chắc hơn cho khỏi tài sản của mình nhờ mỗi làm ăn thân thiết. Nếu có ý định bắt đầu một kế hoạch đầu tư mới, hãy tìm hiểu lựa chọn đúng người, đúng hạng mục. Đừng giao phó tiền của mình cho người khác quản lý, lợi bất cập hại. Lưu ý rằng tháng này nguyệt lệnh làm thai tức mọi việc ở giai đoạn thai nghẽn nên tính toán thận trọng hơn là nóng vội kẹo, vận xôi ập tới khiến tiền bạc hao tổn. 3. Luận về phương diện sức khỏe Những tình vui về phương diện tình duyên cũng góp phần giúp trạng thái tinh thần của người tuổi hài vui vẻ, phấn chẩn ra mặt. Tam hợp cục thúc đẩy nhân duyên, dù là là có đôi có cặp hay vẫn đang lẻ loi thì đều sẽ có nhiều trải nghiệm ngọt ngào đáng nhớ trong tháng 2 âm lịch. Với các cặp đôi, bạn cần chủ động hơn trong các mối quan hệ, dành nhiều thời gian cho gia đình, quan tâm vợ chồng con cái cha mẹ, họ hàng thân thiết nhiều hơn. Mối quan hệ của hai bạn ổn định, hài hòa, không có nghĩa là bạn bỏ bê mọi thứ. Tình yêu cần thường xuyên vùng vẹn thì mới lâu bền. Gia đạo bình ổn, sóng gió nào cũng sẽ qua khi hai vợ chồng đồng lòng giải quyết. Vợ chồng con cái hòa hợp, các thể hệ trên dưới đều yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, không khí gia đạo, đàm mẫm yên vui, tạo nên nền tảng cho bản mệnh phấn đấu trong sự nghiệp. Vận đào hoa của người độc thân vẫn dần vượng. Nếu bạn đang trên đa hành trình tìm kiếm tình yêu thì tháng nay cũng là thời điểm thích hợp. Nhân dịp này, người tuổi hại nên chủ động hơn trong các mối quan hệ xã giao như tham gia vào nhiều hoạt động xã hội, và mở rộng quan hệ của mình để tăng cơ hội gặp được người ưng ý. 4. Luận về phương diện sức khỏe Thẳng đinh mạo tinh thần của người tuổi hợi khá thoải mái và cởi mở nhờ những tình vui tới từ công việc, tiền bạc và tình cảm. Điều đó có tác động tích cực tới sức khỏe của con giáp này. Dù không gặp vấn đề nguy cấp nào, nhưng bạn cũng không nên vì thể mà chủ quan, nhất là với những người trẻ tuổi. Đừng vì cậy tuổi trẻ mà coi thường sức khỏe, thường xuyên thức khuya, ngủ muộn. Những thói quen xấu này khiến bạn thường xuyên quẻ quại, thiểu năng lượng. Lâu dần còn gây hại lụy khó lường, cần thay đổi càng sớm càng tốt. Khi cuộc sống được sắp xếp khoa học, sức khỏe tốt thì công việc sẽ phát triển thuận lợi. Ngoài ra, tháng này cũng cần lưu ý có hung tin ngũ quỷ có thể gây ra tai nạn bất ngờ. Những người sanh năm hại cần thận trọng kẻo gặp họa huyết quan và vấp bất ngờ. Khi tham gia giao thông phải chú ý tuân thủ lực lệ giao thông, giữ đầu óc tỉnh táo kẹo nguy hiểm tính mạng bản thân cũng như người khác. Cảm năng vượng vận cho từng tuổi hại vào tháng 2 âm lịch năm 2024 như sau. 1 tội tinh hài, mệnh thổ nam sao một đức nữ sao thủy diệu khẩu quyết công danh sự nghiệp đạt nhiều thành tích khiến người khác phải ngưỡng mộ quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi thân tiểu nhân tuổi tuất tuổi tỵ màu sắc may mắn màu đỏ màu hồng hai tội kỷ hài, mệnh mộc nam sao thủy diệu nữ sao một đức khẩu quyết cần thắt chặt sự hợp tác và các mối quan hệ công việc sẽ có nhiều lợi hơn quý nhân phù trợ tuổi môi tuổi dân tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi dậu, màu sắc may mắn, màu xám, màu xanh lá. 3. Tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, mệnh kim, nam sao một đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết, tay vận lý tưởng, đón nhiều phận may liên quan tới tiền bạc. Quý nhân phù trợ, tuổi môi, tuổi tuất, tiểu nhân, tuổi mão, tuổi sửu màu sắc may mắn, màu nâu, màu be. 4. Tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, mệnh thủy, năm sao phân hở, nữ sao la hầu, khẩu quyết. Nhiều trải nghiệm ngọt ngào đáng nhớ trong chuyện tình yêu. Quý nhân phù trợ, tuổi dân, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi tỵ tuổi sổ, màu sắc may mắn, màu bạc, màu xanh lam. Năm, tuổi ất Hợi, sinh năm 1995, mệnh hỏa. Năm sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết, sức khỏe tốt nhưng không nên chủ quan, đề phòng tai nạn bất ngờ quý nhân phù trợ tuổi giàu tuổi tuất tiểu nhân tuổi thân tuổi ngọ màu sắc may mắn màu cam màu trắng